Alo, 1, 2, 3, 4. 6 giờ 33 phút chiều 26 tháng 7 năm 2021. Tôi không muốn nhắc tới hai chữ bao thoát, mà nếu nhắc tới mà ôn lại chuyện xưa của hơn 18 năm từ khi biết bao thoát kéo dài. Hiện tại bây giờ tôi nằm ở đây trong giường, nghỉ ngơi trong phòng. Quý vị thấy qua video, những ai đang lắng nghe tôi trò chuyện, đang nói chuyện ở đây, tôi rất là bức xúc. Nếu thời gian trở lại, tôi không bao giờ nên giúp cho một kẻ nào, thằng nào, con nào hết, người nào hết, kể cả cái tên Ngọc Sơn cái luôn. Tôi thật là hối hận, vô cùng hối hận, hối tiếc cho tuổi xuân, thì giờ, sức khỏe, nhất là tiền bạc đầu tư vào để tôi được lại cái gì ngày hôm nay sau tất cả. Chỉ vì một chữ từ bi, chữ nhân, lòng quân tử của tôi, lòng từ bi của tôi đã bị chó cắn suốt 18 năm hơn. Hôm nay sự bức xúc, sự tức giận, sự dâng trào trong lòng của tôi. Từ một người phụ nữ lương thiện, từ bi quân tử hiền, tôi nghĩa hiệp, tôi nhịn và tha, tôi chính bỏ là mười biết bao nhiêu hy sinh, toàn là công quả của tôi. Để nhận lại là những cái sự vô lễ, tôi không trừng trị không được. Tôi là người phụ nữ có giác quan thứ sáu từ nhỏ tới lớn. Có biết giác quan thứ sáu không? Và bên cạnh đó tôi rất là linh. Tôi có thể đoán và biết trước chuyện gì xảy ra. Và khi tôi nói một chuyện gì, tôi nghĩ một chuyện gì, thường xuyên là xuất hiện, xảy ra trong đầu của tôi mà nghĩ là có thật ở trên hiện tiền, lặp đi lặp lại. Của gần mất 50 năm tuổi xuân làm người của trái táo thơm này. Hôm nay tôi sẽ đích thân, tôi trừng trị từng kẻ nào vô lễ với tôi. Tôi bắt họ nói ra những gì của tôi ăn rồi chửi trả. Cứ để ý tôi nằm đây tôi nói gì trên YouTube, rồi để ý những sự xảy ra xung quanh. Mọi người để ý lời tôi nói, rồi đi làm một cái sự kêu bằng á, kiểm chứng lại. Nếu không tin tôi thì cứ kiểm chứng coi tôi có phải người bốc phét, người nói chuyện á, không bình thường, không tỉnh táo, người khùng điên tâm thần gì không thì biết liền chứ gì. Trở ngược lại thời gian, cái dịch cúm đang xảy ra hiện tại đó, mà cả quốc tế tới bên Mỹ này vào trong Việt Nam bị ảnh hưởng chung. Bắt đầu từ lúc nào vậy? Bắt đầu bùng phát, bắt đầu xảy ra, bắt đầu là kêu bằng lan tỏa cả quốc tế, đúng không? Là năm 2019, phải đúng không? Nó khoảng năm 2019 bắt đầu cho tới bây giờ, báo chí truyền thông đưa lên nó rành rành ở đó, làm sao mà nói sai được, đúng không? Các nhà nghiên cứu, các báo chí truyền thông, bác sĩ, nói chung là những cái tin tức, đồng ý không? Để từ từ bây giờ tôi nói rõ như vậy, tôi nói cao quá, thiên hạ ngu dốt không hiểu được tôi nói gì. Những cái sự mà cao xa của tôi chỉ có tôi biết, trời biết, đất biết tôi làm gì. Trước tiên tôi sẽ xử chuyện bao thoát, rồi mở rộng ra tôi dẫn chứng chuyện xã hội, rồi tôi sẽ bắt đầu tôi xử tới chuyện giữa tôi và Ngọc Sơn. Tôi và Ngọc Sơn là một cái sự kêu bằng, tôi làm từ thiện, hiểu làm từ thiện không? Thay vì làm từ thiện người ta cho gạo, cho tiền, cho vật chất, còn tôi làm từ thiện bằng cách của tôi. Ai cần gì tôi cho đó, người cần xe thì tôi cho mượn tiền mua xe,
người thiếu nợ tôi cho mượn tiền trả nợ, người cần tiền để mua đồ cho vào trong cái tiệm xoay vố nhập quần áo từ Việt Nam vào để buôn bán để lo thân, tôi giúp cho mượn chẳng hạn, tôi cho mượn chứ phải cho free cho chùa. Đã tới lúc có lẽ tôi phải lên tiếng được rồi, tôi phải lấy lại công đạo cho mình, tôi phải đòi lại cái danh dự một người phụ nữ không chồng chưa chồng, tự trọng tự ái tôn nghiêm của tôi đã giúp Ngọc Sơn gần 14 năm trời. Ở bên Việt Nam phía của Ngọc Sơn, Ngọc Sơn làm cái anh ba của Ngọc Sơn, còn tôi làm cái anh, xin lỗi, cái chị ba của tôi, tại bao thoát do sự ích kỷ của Ngọc Sơn. Ngọc Sơn muốn hai đứa nhập chung, nhưng tôi phải là một người dưới cơ Ngọc Sơn để mà trên đầu tôi, với những cái sai cái hư, những cái không tôn trọng trân trọng nhau, lấy tình yêu nam nữ nhọc nhằn giữa thật giữa giả. Và Ngọc Sơn sống vô trách nhiệm, không có thật lòng, thực tế là một người đàn ông, một đối phương về tình yêu. Còn tôi thì cáo thượng cho mượn làm người yêu và chị ba suốt gần 14 năm, nhục sỉ nhục làm nhục và coi thường tôi, càng ngày càng xấu nản, càng quá đáng, không thể nào chấp nhận cho phép. Mỗi lần Ngọc Sơn ôm gái từ online tới xã hội tới vô truyền thông là tôi bị những sự xỉa số đắng cay để mà cười nhạo làm nhục vào tôi, một người quân tử cho tôi làm gì chấp nhận. Cái nào nó ra cái đó, tôi làm từ thiện làm công quả chứ đâu phải là tôi thiếu nợ, đâu phải là tôi lép vế sa cơ, tôi thua ai cái gì, tôi nhịn nó có mức độ. Ở đây tôi không nói giữa tôi và Ngọc Sơn, mà ở đây tôi nói với những người tấn công tôi kìa. Tôi không đem ra sự thật, tôi không giáo dục chị, chỉ có cái miệng và sự thật của tôi đem ra thì tất cả đâu sẽ vào đó, vị trí ở đâu sẽ trở về đó như cũ. Cái tình hình bao thoát bây giờ là tôi làm nó như vậy, vị trí của gần 20 năm về trước như thế nào thì bây giờ như vậy, nó không có khác gì nhau hết, nó chỉ khác một chút xíu là nó nhiều phòng hơn thôi. Nhưng mà riêng về cái nhóm mà cái rút giang hồ chữ chữ đỏ chữ R là nó như vậy, nó không có đông khách nào hết, nó đông khách đắt khách thời thế rần rần rộ rộ là do sự xuất hiện của tôi, tất cả là nhờ thời của tôi, chứ còn thực tế không có bao nhiêu hết, chạy tới chạy luôn có mấy mặt chữ mấy con người thôi, nhờ lúc tôi xuất hiện quần chúng mới rần rần rộ rộ từ khắp nơi, do cái duyên của tôi thời thế tôi cho mà ăn theo trên thị trường online. Từ khi tôi dẹp trang web bao top tôi không ngồi nữa, tôi qua YouTube thì quý vị thấy YouTube ăn nên làm ra, câu trả lời ngay mặt quý vị đó, làm bài toán thông minh tự hiểu. Ngày xưa thì Việt Kiều Việt Nam tụ tập ở đâu? Facebook, Yahoo, Vietfun, đúng không? Bây giờ thì giúp nhau tập trung bỏ cả Facebook thông qua YouTube thì nhiều. Bây giờ phong trào là làm kênh YouTube mở rộng, mỗi người một kênh rần rần rộ rộ, mà nhất là tôi nói cái người Việt Nam mình kìa, phải nghe cho kỹ, người Việt Nam mình từ hải ngoại tới trong nước, hiểu chưa? Những cái thành phần ngày xưa, những người ngồi bao thoát bây giờ cũng đi mở kênh, không bên YouTube thì cũng bên Facebook, mỗi người một kênh hết, mà họ toàn là những người là nhờ vào thời thế của tôi mới biết người này người kia có nhau, mới có được cái số lượng khách, chứ ở đâu họ ra. Còn Ngọc Sơn, để tôi xử cái chuyện Ngọc Sơn với tôi cho rõ ràng, tại Ngọc Sơn không hiểu, không biết kịp, không rõ, không phải là vấn đề tôi có thời không, mà là do tôi đổ cái tâm của tôi giúp Ngọc Sơn. Những căn phòng nào, những người nào tôi muốn đưa lên, tôi muốn cho thì mới được, chứ không phải mà nhờ đơn giản. Nếu tôi không muốn cho cũng không được với tôi cá nhân nữa. Bây giờ là cái thời tiết tôi không may bị trở đại cảm và đau cổ họng mấy tuần lễ rồi, gần một năm hơn kể từ khi cái Covid này, tôi không có ăn uống được bình thường. Nói thật là tôi ăn rất là ít, tôi ăn rất là tệ, rất là xuống sức, không có được khỏe. Tôi cố gắng để tôi nghỉ ngơi, dù muốn dù không tôi phải cố gắng đấu tranh dương lên,
kiếp người cực khổ lắm, biết làm sao cố gắng thôi. Để tôi thả lỏng tinh thần tôi nghỉ ngơi. Tôi ghét nhất mỗi lần mà tiếng nói tôi bị như vậy. Có một thời gian mấy năm qua tôi bị vậy đó, tắt tiếng luôn, không ra tiếng, tôi rất là bực mình. Để tôi nghỉ ngơi cho cái cổ họng tiếng nói. Rồi khi tôi khỏe rồi tôi bắt đầu vô chương trình. Khi tôi là có thì giờ tôi sắp xếp ở đây. Tại nhà của tôi là thiếu phương tiện. Ở đây tôi nằm nghỉ nó quen rồi, có cái giường, có cái tivi, rồi có máy lạnh ở trong đây. Ngoài phòng khách nó rất là vắng lạnh, trái tivi lớn rồi, dàn máy ngay giữa phòng cũng hư tới hư lui. Cái máy đó tôi xui xẻo, tôi không có may mắn, nó bị hư hoài. Tôi bưng đi sửa máy bốc tem đó, chứ không phải máy chùa đâu. Máy bốc tem tôi mua đó, cái thùng còn ngoài kia mà nó hư hoài, rồi đi sửa, rồi bữa trước rồi đem về cứ sắp xếp rồi rút ra rút vô, nó hư mấy cái chỗ cắm điện rồi, mấy cái USB phải đem đi sửa mà chưa sửa kịp. TV nhỏ quá cực khổ, đưa mấy cái video cho rồi để làm sạch, rồi đi trả tiền làm lại Windows, nó làm cái gì trong đó không hiểu, rất là bực. Nó không có như lúc mới mua nữa, nó rất bực lắm. Tốn hết 60 mấy đồng chứ phải là rẻ đâu. Mà bực xúc lắm. Ở đây tôi giống như người rừng quý vị ra. Thấy không, coi video tôi hoàn toàn bế tắc. Thì nhân cái mùa Covid này nè, những kẻ nào bị nhốt ở trong nhà mới hiểu được cái tâm trạng một người như tôi bị kẹt, không đi đâu được. Bây giờ đi đâu xứ người này, đi đâu cũng buồn như nhau, biết làm gì. Bước ra đường là tiền, tiền trăm thứ tiền. Đi ra ngoài đường thì phức tạp, ở nhà riết thì nó yếu. Sự nghiệp thì trắng tay, bắt đầu từ đâu. Sức khỏe thì càng ngày càng khác, tuổi không còn như xưa. Nhìn lại quá khứ chỉ còn nước mắt và niềm đau. Nói chung là dân báo thóp may mắn gặp được tôi, hay những người may mắn gặp được tôi. Nhưng mà lòng từ bi của tôi đã bị tổn thương, bị chó cắn quá lâu. Nó dồn nén vào một cái lúc nào đó. Từ cái sự thương người cao thượng, nó trở thành sự tức giận và hận thù, căm thù và uất ức. Mà khi nó tới cái đỉnh cao mà người ta uất ức và trở thành hận thù rồi, thì nó sẽ không còn hứng thú cảm tình nữa. Để làm một cái gì, con người rất là bạc trên thế gian này. Cho nên tôi có những cái chương trình tôi soạn mà tôi không làm, tôi đập hết chén dĩa đồ đạc vô quá thùng rác là như vậy. Hay những cái gì tôi làm trong nhà này tôi chuẩn bị tôi dẹp hết. Thời gian đã có một đống đồ ngay trên giường nằm, tôi đầu tư mấy chục ngàn Mỹ Kim của tôi đó, cực khổ vác vali tới Việt Nam. Tôi vì một chữ nhân, tôi dốc tên Ngọc Sơn, tôi trút tiền cuối cùng ở trong nhà, vừa mất bớt tiền, vừa thiếu nợ, vừa sắm đống đồ đó, ai trả lại cho tôi tiền bạc? Bây giờ kinh tế khó khăn, mà tôi là cái người phụ nữ không giống như người ta, biết bon chen sân si để mà kêu bằng khoe này khoe kia, kể đò kể kia rất ngại. Ở đây tôi bức xúc, tôi đem ra cuộc đời của mình tôi tâm sự, ai thích thì nghe, không thích thì thôi. Trời biết đất biết tôi biết, nằm đây mà nói rất là tức ngực, rất là mệt cho cái lưng của tôi, cổ đau nhức toàn thân. Vì á, tôi đã có tuổi rồi, viêm khớp xương, rồi còn lão hóa xương cổ, nhức đau thoái hóa xương cổ đó, nguyên vùng lưng phải thường xuyên đi chích thuốc giảm đau. Mà tôi chưa đi kịp, bữa trước đi ra trúng gió nè, lạnh quá, vô tới trong phòng chống mặt chống mày tôi đi về, nên tôi không có nhận chích thuốc. Tôi không sống nhờ tiền Mỹ trợ giúp thì tôi làm sao đây? Tôi nằm đây rất buồn, mỗi người một hoàn cảnh, quý vị không? Tôi ngồi trên online, ngày xưa tôi rất là cấm kỵ, không bao giờ tôi cho phép biết rõ đời tư của tôi, và tôi chưa bao giờ cho phép biết được mặt thật cái nhà cửa đâu. Mà từ khi bắt đầu tên Ngọc Sơn á,
xuất hiện tại online rồi thằng Quý Ngọc tiểu nhân mất dạy, đi theo Ngọc Sơn tìm cách áp hại tôi, lợi dụng tôi để câu rung rất là ác độc tàn nhẫn, rất là vô cảm, vô nhân tánh, rất là thú tánh, rất là vô giáo dục. Hôm nay sau 13 năm hơn 14 năm tôi biết Ngọc Sơn, trước tôi xử chuyện online, sau đó tôi tính toán với Ngọc Sơn, chuyện nào ra chuyện đó. Tại Bao Thoát tôi vẫn là người của công chúng, tôi vẫn là người có tiếng nói, có máu mặt. Với những ai quen biết tôi, những ai mà giao thiệp trái tấu thơm này của cái thành phần bất trị, thành phần mất dạy vô nhân quá thì không cần đếm xỉa. Tại vì cái đá đó, cái lũ đó nó không ăn nhầm gì tới tôi á. Hiểu chưa quý vị? Cũng như tôi giao thiệp là với trực tiếp Ngọc Sơn, chứ những con chó của Ngọc Sơn và những cái thứ súc vật mà ăn bát Ngọc Sơn, ăn ké Ngọc Sơn, tôi không coi ra gì, tôi nhịn đã đủ vậy. Tôi phải có sự làm việc với Ngọc Sơn nghiêm túc bây giờ. Và tôi công khai mối quan hệ của tôi với Ngọc Sơn lại cho rõ ràng. Những năm qua tôi nhịn vì tôi đưa Ngọc Sơn lên một chữ nhân, tôi làm phước. Rồi Ngọc Sơn nương vào cái bóng của tôi, cái sự nổi tiếng, cái uy tín của tôi. Rồi Ngọc Sơn ích kỷ, Ngọc Sơn biết bản thân Ngọc Sơn mà thôi, mới khiến cho Bảo Tốt có sóng gió một lúc để mà lấy tôi ra làm nạn nhân. Rồi thằng Quý Ngọc tự thay làm miết, ăn eo với Ngọc Sơn để vô lễ. Rồi mẹ của Ngọc Sơn hốc hách ăn ké tới thằng con, mà cũng lớn giọng, bà thể hiện cái tôi lên đầu tôi rất là mất dạy từ trong ra ngoài nước. Mất dạy bắt đầu là từ tên Ngọc Sơn mà ra. Nhưng mà cái nhục nhã nhất là Ngọc Sơn là yêu tôi, hiểu chưa? Để tôi thắng tất cả là tình yêu của Ngọc Sơn đối với tôi. Sau khi gần 5 năm mấy biết nhau mà tôi chưa chấp nhận, tôi vẫn để anh ba chị ba đó. Tôi không thèm ngó tới cái mặt của Ngọc Sơn mấy năm nay. Chính nhờ mà tôi không thèm ngó thì Ngọc Sơn hôm nay mới nên người. Mà Ngọc Sơn nên người tức là công quả, công lao của tôi giúp Ngọc Sơn. Qua tôi thì nhà của Ngọc Sơn, mẹ ruột, tất cả những ai liên quan dính líu nhờ ơn mưa móc của Ngọc Sơn bây giờ ăn mày, ăn bát, ăn ké, ăn xin Ngọc Sơn với nhận bà con. Từ online tới xã hội đều là ăn mày nữa, hiểu chưa? Qua tôi mà Ngọc Sơn có tất cả, ngay cả bà Loan mẹ của Ngọc Sơn luôn nữa. Tôi ra thánh chỉ là tôi không yêu online thì làm gì Ngọc Sơn có mối tình nào mà vớt, mà vớt được tới tôi từ xưa giờ, trong bao nhiêu năm qua, từ lúc tôi bắt đầu biết Ngọc Sơn cho tới bây giờ. Thực tế ở bên trong cánh gà, chỉ có Ngọc Sơn mấy lần nói chuyện tình cảm với tôi, bởi cha mẹ của Ngọc Sơn thấy tôi là một người tốt, lại có uy tín, có tiếng nói, được nhiều người thương mến quý, nổi tiếng tại Bao Thoát thì để mắt xanh. Họ cũng hối thúc Ngọc Sơn nên có vợ để có người bên cạnh lo cho Ngọc Sơn, chia sẻ với Ngọc Sơn. Mà Ngọc Sơn chấm chúng tôi là vì tài, vì đức, sao tất cả vì tôi thông minh, tôi sâu sắc. Còn nói mà tôi đụng chạm bà Loan mẹ của Ngọc Sơn ngày xưa là do cái game mất dạy của Ngọc Sơn và thằng Quý Ngọc. Dân Bao Tốt bị trúng kế từ cái game đó mới kéo dài cho tới sau này, tôi không giải thích. Mà Ngọc Sơn cũng không giải thích, không làm rõ ra. Nó nhọc nhằn giữa cái đúng và cái sai, giữa cái thật và cái giả. Một đàn tôi là người được Ngọc Sơn yêu đơn phương, nhưng tôi cố tình cho Ngọc Sơn được nợ mặt đỡ mày, giật le, nổi bộ. Bên trong là như vậy. Rồi Ngọc Sơn tự sướng đánh trẻ con, bệnh ngôi cao, bệnh háo danh, bệnh đại ca, bệnh trùm, bệnh muốn làm ngôi cao chính vệ tối cao ở trên mọi kẻ. Anh ba không phải là sai hết, bởi vì chị ba giúp cho anh ba. Con người không có sai cái tham vọng, nhưng anh ba sai là vượt qua cái giới hạn, là trong cái tình cảm nam nữ, trong cái đạo làm người đàn ông đối với một người phụ nữ. Ngọc Sơn không biết mình ở đâu. Cái sai là cái chuyện tình cảm nam nữ lục đục giữa chúng tôi, mà phải sửa lại sắp xếp cho nó ra một cái thứ tự đàng hoàng, từ online tới vô nhà Ngọc Sơn, chứ không phải là chuyện làm chồng làm cha của Ngọc Sơn tại Bao Thoát mà tôi đưa lên cho Ngọc Sơn làm chồng làm cha. Nhưng mà tôi không phải đưa lên để Ngọc Sơn mất dạy, là một thằng đàn ông mội rợ khốn nạn,
ngồi trù dập đàn bà, coi thường đàn bà, sỉ nhục đàn bà, rồi nhìn người qua lớp áo, phân biệt giai cấp sang hèn, hay chồng chúa vợ tôi hoàn toàn nó khác biệt. Tôi đưa Ngọc Trân lên để giúp cho Ngọc Trân có chỗ đứng, có sự tôn trọng, có chép, có manh áo, có được sự nở mặt nở mày. Tôi làm phước, tôi giúp cho mẹ con của Ngọc Sơn, chứ không phải để mẹ Ngọc Sơn bà hút hách ở Việt Nam lên đầu tôi, rồi bà lấy cái giọng thái hậu với gái mẹ. Thằng con thì không có đàng hoàng tư cách, không quen được tôi, chưa là cái gì của tôi. Bà đâu ra bà làm má chồng, bà làm thái hậu nào? Thái hậu là tại vì Ngọc Sơn cho bà làm thái hậu ở trong nhà, bà ké Ngọc Sơn qua cái bốc, bà làm thủ quỷ. Ngọc Sơn á tốt bụng giống như tôi tốt bụng cho cả cái bao tót ăn ké tôi cho những căn phòng đông. Phòng đông nào của thằng nào con nào mà lấy cái phòng đông tôi cho, rồi cái bắt đầu mất dạy làm quyền lực, rồi bắt đầu thể hiện xưng hùng xưng bá, rồi bắt đầu sức mạnh tối cao, rồi bắt đầu sát phạt, phải đập đách người này trị người kia, hù người nọ, hét người ta mất dạy, tới mất dạy cả tôi luôn. Làm riết rồi bị làm một cái lũ ô hợp vô giáo dục, mà tôi rút qua YouTube một cái rầm là đói hết, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Mà khi rút ra khỏi bao tót một cái rầm, thằng anh ba trơ mỏ lấy đâu ra mà nổ. Không còn chị ba lấy đâu lên đó mà làm cái thằng anh ba, mà kênh cái mặt một cái thằng điểu mà sướng lên ngay mặt chị ba, mất dạy với chị ba nữa. Là một người nổi tiếng, có máu mặt, có uy tín giữa công chúng bao nhiêu năm, tôi đưa Ngọc Trân lên đỉnh cao ngồi tại bao tót cho ngang hàng với tôi, mà Ngọc Trân không tốt một cách nào, không trả một đồng cát xê từ mẹ lẫn con, mà tôi đưa lên còn tốn tiền của tôi, còn thiếu nợ cho danh, cho tiếng, cho nghĩa, cho tình, cho tuổi xuân, thì giờ sức khỏe, uy tín, tôn nghiêm, cho biết bao nhiêu sự lương thiện của một con người với một con người, một cái tình bạn ta kêu bằng tất cả, tôi cho ra không tính toán gì hết. Mà hai mẹ con ích kỷ ở Việt Nam tính toán với tôi, lật ngược lại tự đâu là ngon lành gì. Tôi không đụng chạm họ, nhưng họ nhiều lần cố tình đụng chạm tôi qua những người online. Ngọc Sơn á là muốn làm trùm, có chứng đức tại online. Có một cái số khách về Việt Nam gặp được Ngọc Sơn, Ngọc Sơn muốn dùng cái bao tót để làm ăn buôn bán ngoại giao kinh doanh cho cái nghề ca sĩ nhạc sĩ. Nhưng bên cạnh đó Ngọc Sơn tham vọng giao thiệp tất cả mọi thành phần, không riêng gì trong cái giới mà những người ủng hộ bài ca, tiếng hát, sản phẩm nhạc, mà Ngọc Sơn tham vọng cho những thành phần ăn chơi lắc liếc bay nhảy, xì ke hút chích, đĩ điếc, mại dâm, thành phần bất hủ của xã hội, thành phần xã hội đen không có giá trị. Rồi Ngọc Sơn bắt tôi chung với Ngọc Sơn, tôi phải hứng chịu cho những cái ứ hồng và ích kỷ của Ngọc Sơn. Mẹ của Ngọc Sơn ở Việt Nam hùa theo con, bà là thủ quỷ, bà chỉ biết cái túi tiền bà giàu có rụng rịch, rồi hai mẹ con dắt giao hưởng phước, rồi làm những cái trò nhiệt kịch thả chim, bà thả chim này kia bóng xanh, bà bóng xanh chim, mà con bà giao tiền thành phần ác độc hại người, trong đó có tôi và biết bao nhiêu người nạn nhân. Bà bóng xanh mấy con chim mà con người thì bà ở đó, bà ác độc với thằng Quý Ngọc và con trai bà, bắt tay nhau một bè đã để tấn công vào. Tôi đây là một nạn nhân, một bằng chứng sống của con người sống này, và giật người nạn nhân nhiều lắm nè. Mỗi lần nhắc tới Ngọc Sơn mà căn phòng Starwell TV là người ta chỉ quyền rủa, người ta chỉ chửi, người ta chỉ chọi cà chua, người ta chỉ tẩy chay, chỉ lên án, người ta chỉ không có một lời gì ngoài là người ta khinh. Còn nhắc tới Ngọc Sơn thì tới những con chó bên cạnh Ngọc Sơn, chẳng hạn như thằng đệ tử Quý Ngọc, nó là cái phận đệ tử, phận tôi đòi, phận con chó, thì nó phải biết đó là con chó. Nó không được cái ngang hàng chủ. Có đâu nó sượt lên đầu Ngọc Sơn, rồi nó leo lên đầu bà Loan, rồi hai mẹ con mù quét, thể hiện cái tôi, sức mạnh quyền lực thu hút thằng Quý Ngọc thuần phục vô nhà để làm thánh sống, lấy đức phục người, lấy đức tha cho người. Hiểu không? Ở phía của Ngọc Sơn và bà Loan là cái giọng mà tiểu nhân, giọng thấp hèn rẻ tiền ích kỷ, độc ác. Thấy thằng Quý Ngọc ganh tị với tôi, không ưa tôi. Còn Ngọc Sơn thì không có mục tiêu lấy vợ, mà câu tôi xong rồi nói lời chia tay. Trong lúc mà Ngọc Sơn nói lời chia tay là cặp bồ cặp bịch với một con bé 19 tuổi đằng sau lưng cánh gà,
sau khi bà Don đã lấy tiền của tôi xong. Lấy tiền của tôi là trước 1.000 đô, sau 1.500 đô là 2.500 đô để làm sinh nhật cho Ngọc Sơn. Con trai nói thôi không quen giữ làm tình bạn, mà bà mẹ giật thòe tay lấy tiền để làm mai tôi cho Ngọc Sơn. Lấy tiền tôi xong rồi trái qua thằng Quỷ Ngọc lấy tiền của nó lì xì, quà bánh đó, cho sinh nhật của bà, rồi hùng hạp với thằng Quỷ Ngọc làm xô. Chỉ tay tôi vô bao tót chỉ thằng Quỷ Ngọc cho mẹ, vì nó ganh tị, mẹ yêu con, mẹ thương con. Xong rồi cây mấy bữa sau tôi thấy thằng Quỷ Ngọc về tổ chức sinh nhật tại Việt Nam, trong cái nhà 10A Sư Nguyễn Ánh, lên báo chí hình ảnh với Ngọc Sơn và bà Loan. Có phải họ là một tập đoàn gạt tôi không? Có phải họ gạt gặm tôi rõ ràng không? Nguyên cái tập đoàn từ trên xuống dưới gạt gặm tôi rồi dét Ngọc Sơn, dài Ngọc Sơn vào. Mà Ngọc Sơn không phải là một người tệ, chỉ vì Ngọc Sơn ham một cái quyền lực, chỗ đứng tại bao thoát mà ra những người xung quanh Ngọc Sơn ăn theo, lợi dụng cái bốc của Ngọc Sơn làm tùm lum hết, khiến cho tôi và Ngọc Sơn có sự mất lòng nhau. Nhưng mà nói cho cùng tôi tốt ở đây là tôi là người yêu của Ngọc Sơn ở đây. Nhưng lấy một người chồng tánh tình với Ngọc Sơn, một người yêu như vậy, có xứng đáng với tôi à? Thử những người khác đặt vào trường hợp của tôi. Mấy năm nay tôi im lặng, tôi không phân tích từng chi tiết. Chỉ nghe tôi gào thét sơ sơ trên YouTube. Tôi hiểu nhiều người đi ngang qua không biết chuyện gì. Còn Ngọc Sơn thì lu bu lo củng cố sự nghiệp, rồi lo hầu hạ chiều cái bà Loan mẹ của Ngọc Sơn cho tới phút cuối, nên Ngọc Sơn không có đầu óc đâu. Và Ngọc Sơn cũng ngại với tôi ba cái chuyện đụng chạm nhau. Ngọc Sơn đến với tôi từ đầu tới cuối có lỗi hoàn toàn. Ngày xưa khi biết giao tôi gặp Ngọc Sơn, tôi chưa bao giờ có một cái ý niệm quen Ngọc Sơn kịp. Mà tôi là người quân tử, giữ sĩ diện tôn nghiêm. Tôi không ngờ sự ga lăng quân tử của tôi biết thành sự trả thù thấp hèn của Ngọc Sơn. Sự hư hỏng trẻ con ích kỷ của Ngọc Sơn vì muốn một cái báo tốt chỗ đức mà ra. Ngọc Sơn đã gài ngược cái thế lại, làm giọng sách mé lớn ít lối lên đầu tôi. Trong lúc đó mà Ngọc Sơn cao trào vô lễ xúc phạm, làm nhục tôi ngày xưa thằng Quý Ngọc ăn theo. Tôi hôm nay tôi bắt đầu phải đem ra tôi giải quyết cái mối quan gia mối tình này nửa thật nửa giả. Tôi phải đem ra tôi đợi cho một lần để biết từ trong ra ngoài nước. Ra kêu bằng chè, ra bách, ra cơm, ra cháo. Chứ không thể nào mà mất dạy với tôi luôn tù. Trước tiên là giữa tôi và Ngọc Sơn chưa có cái mối quan hệ chính thức ngoài xã hội. Giữa hai chúng tôi, trước công chúng thì tại bao thoát Ngọc Sơn vẫn là một người giao thiệp. Trên tình người, tình dân tộc, tình đồng hương người Việt Nam, một ông chủ rung và một bà chủ rung. Ngọc Sơn kinh doanh mở căn phòng, tại trang web bao thoát, Ngọc Sơn là một người nhờ tôi trợ giúp. Trở ngược thời gian bắt đầu quen biết giao, Ngọc Sơn là người nhận ân tình của tôi giúp. Thành ra Ngọc Sơn mang ơn của tôi thời thế, mà mang ơn của tôi tức là con chó của chị ba này nuôi, của chị trái nó thơm này, là tôi là ân nhân của mẹ con Ngọc Sơn và thằng Quý Ngọc và anh cả kinh doanh trên cái địa bàn của tôi. Điều thứ hai, khi tôi gặp Ngọc Sơn còn bạn gái lục đục ở đằng sau cánh gà, Ngọc Sơn cũng thật lòng với tôi. Ngọc Sơn gài chài mồi tôi qua rung và tung hô yêu tôi và tỏ tình hết tôi giới thiệu cha mẹ. Nhưng bên trong tôi gặp bạn gái của Ngọc Sơn và hình Ngọc Sơn ôm cô bé đó mà Ngọc Sơn không biết. Và sau đó khi mà kẻ rung của Ngọc Sơn xúc phạm tôi, Ngọc Sơn đã lớn giọng ngông cuồng nói lời chia tay và giận dữ bốc đồng lên háo thắng. Ngọc Sơn ngộ giận tự rằng Ngọc Sơn có quyền lực thời thế thu hút khách. Quần chúng trên online là quần chúng của Ngọc Sơn. Ngọc Sơn thể hiện một cái tôi rất dập tâm, rất ngu si khờ dại, mới bị những kẻ xấu thừa nước đục thả câu tụi tiểu nhân bao tốt mất dạy giang hồ xã hội đen vào thằng Quý Ngọc. Nó chế lửa vô dầu, thù càng thêm thù. Nên có một thời gian Ngọc Sơn xúc phạm tôi, thằng Quý Ngọc mới ăn theo Ngọc Sơn thị trường online để chế vào cho mẹ con Ngọc Sơn hiểu lầm càng thêm hiểu lầm. Câu chuyện phức tạp ở bên trong lùm xùm là do chỉ một mình tôi tất cả. Nếu tôi không đưa những căn phòng trên online đông nhất, rần rần thời thế của tôi cho ăn mày, ăn ké, ké ăn bát, ăn xin tôi. Nếu không có sự xuất hiện của tôi, thời thế của tôi,
thì làm gì có bao nhiêu ngàn căn phòng, mấy chục ngàn căn phòng trong 18 năm qua mọc lên rồi sập xuống rồi mọc lại, tự tôi đưa lên một tay. Nếu không có dược các vòng đâu thì làm gì mới sinh ra sự tham sân si, sự tham lam ích kỷ và mất dạy. Hả, một cái đám đông tụ tập bè đạt để mà tự đặt mình lên là ngon lành, mà tự xước rồi mất dạy với nhau từ trong ra ngoài nước. Tại vì cái sự đông á đó rần rần rộ rộ mới khiến cho Ngọc Sơn tham lam và bệnh ngôi sao càng ngày càng sâu nặng. Tình yêu nam nữ hốc hách kiêu ngạo chưa quen được tôi mà đã tính tốt mưu cầu đặt cái quyền lợi riêng cho cá nhân. Một thằng đàn ông như vậy không thật lòng từ buổi đầu còn không chung tì, chung tình không chung thủy. Mẹ của Ngọc Sơn hôm nay bà qua đời rồi chứ bà còn sốc, để tôi giải cho bà một bài học làm người. Con trai bà bắt đầu bằng sự ngột nghịch tham lam ích kỷ, muốn một cái chỗ đứng đó ở lại hãm hại tôi. Bà với anh cả làm mai tôi cho Ngọc Sơn bơm ra bơm vào. Anh cả thì á đến với tôi nói những lời tốt đẹp vào cho gia đình bà, nhưng chủ yếu cũng quảng cáo cái nhà hàng thứ hai của anh cả giao tiền chị Ngọc Sơn. Sau 14 năm giữa anh ba chị ba này cần phải gặp nhau trực tiếp, bởi vì cứ bị hết người này người kia xen chính giữa, chưa một lần thực tế gặp nhau. Hai chúng tôi là bị lợi dụng từ A tới Z, bị đâm thọt hãm hại, bị chia rẽ đối phương mà ra tất cả. Mà tôi thông minh đơn người một cái đầu, tôi không bao giờ dễ dàng để cho mà tội nguyện đắc ý nên tôi giật giữ cái anh ba chị ba ngày hôm nay. Chị ba này là tôi làm từ thiện làm phước, còn về tình yêu nam nữ là tôi bệnh tật nghèo tôi tự trọng. Tôi cho Ngọc Sơn được cái danh dự, được một cái sự nở mặt nở mày, một tình yêu cao thượng của một chị ba hy sinh không thèm tính toán với người đối phương. Tuy có một vài lần có duyên cơ hội bên cạnh nhau, nhưng chính Ngọc Sơn là người không biết trân trọng tôi chứ không phải tại tôi. Tôi cấp tuyệt đối từ nay trở đi Ngọc Sơn ở Việt Nam, anh sử dụng thằng Quý Ngọc làm đệ tử con cờ của anh, công cụ của anh để sai biểu nó, mà khích động để thay mặt anh mà xúc phạm tôi giữa công chúng tại bao tốt đó tới xã hội, đụng tới danh dự của tôi bên Mỹ này về tới Việt Nam. Còn anh muốn tiếp tục có anh ba chị ba thì anh phải công khai cái mối quan hệ, anh phải đính chính rõ ràng xin lỗi tôi giữa cộng đồng online và quần chúng, ngay cả trong nhà ra ngoài đường, để cho thằng Quý Ngọc nó biết tôi là cái gì của anh, chứ không phải anh trưởng mở anh ích kỷ rồi nó cứ ăn rồi tối ngào, nó đi theo anh, nó tò tò rồi lợi dụng anh từ A tới Z, nó dám khống chế anh từ nickname nói chuyện với tôi tới email tới điện thoại tới đời tư của anh và mẹ anh cũng vậy. Bỏ bùa mê uống thuốc lúc hai mẹ con anh ở Việt Nam, kẻ hát người sướng lấy tôi làm nạn nhân thật là vô lễ. Tôi làm cái chị ba của tôi cực khổ để cho anh vinh quang, còn anh ăn rồi hết con này tới con kia anh ôm. Từ khi tôi biết anh 14 năm đó Ngọc Sơn, dòng thời gian ngược lại anh bao nhiêu cô gái. Ngày đầu tiên tôi biết anh là ai, Võ Tắc Thiên, Ivy, biết bao nhiêu cô gái dây quanh anh, rồi cái cuối cùng là bằng Lăng Tiến. Bao nhiêu lần tổn thương vào cái chị ba này, tôi giúp anh tôi lịch sự. Anh chưa một lần có một cái gì đối với tôi giữa cái tình yêu nam nữ mà anh tôn trọng trân trọng, ngoài là những cái sự mà kêu bằng lợi ích của anh thôi. Quyền lợi tôi cho anh ngập mặt, tôi hy sinh á, thậm chí tôi ói từng bụng máu ở trên giường bệnh, tôi giải phẫu ở đây để từ từ tôi tính sổ với anh. Tôi sẽ không bao giờ nhịn và im nữa đâu, bởi tôi là tư cách người yêu của anh, chứ tôi chưa bao giờ bị anh nào mà vứt bỏ không thèm. Mà những cái trò vô giáo dục của Ngọc Sơn, anh và thằng Quý Ngọc, anh gài game gài độ, anh để thằng Quý Ngọc thay mặt anh, anh ở đằng sau lưng anh bảo kê, anh cho nó vô nhà, mẹ con anh với nó to đập để vô vô lễ vào cái hình bóng của tôi để lấy cái chỗ đứng online. Tôi giúp anh, tôi cho anh chỗ đứng thiên ngang cho sự tôn trọng, tôi cho anh được cái sự nở mặt nở mày vinh quang bên cạnh tôi. Còn anh ăn rồi tối lại làm tốt tướng và chà đạp, làm đau lòng và làm xúc phạm tôi. Anh hùng hạp với thằng Quý Ngọc và mẹ anh. Mẹ của anh á, bà là một người lớn, tôi kính lão đắc thọ, nhưng bà đừng ý rằng bà là mẹ của Ngọc Sơn, bà là cái gì bà hốc hách giữa cuộc đời này. Những năm xưa tôi không nhịn Ngọc Sơn anh đó, tôi nói thiệt, giữa đám đông người đó tôi tố cáo mẹ anh gạt tiền lấy tiền của tôi, mẹ anh dựa vào cái bốc của anh vũ tiền của tôi lấy tiền một người bệnh tật lo cho anh. Con trai thì nói không quen,
bà thì muốn coi mắt tôi cho Ngọc Sơn, và bà lại gài thằng Quý Ngọc vào. Nếu bà thật lòng cưới dâu cho Ngọc Sơn mà gài thằng Quý Ngọc không ưa tôi vào làm gì, biểu ra phi trường đó tôi. Cái mối tình lục đục lùm xùm này, một thằng Quý Ngọc bà ra mà khóc chế cả mẹ lẫn con, để tôi kể cho các fan ruột của Ngọc Sơn, con nuôi, người nhà, chị ruột, đồng nghiệp của Ngọc Sơn nghe, mỗi người một chút và cá cái tầng dân bao thoát thử xem tôi đúng hay là Ngọc Sơn đúng. Nhìn Ngọc Sơn cái bề ngoài như vậy, làm giọng đại ca với lại sói ca, làm giọng thầy giọng cha người ta, ngon lành cành đào, chứ thực tế ở bên trong một thằng Quý Ngọc mà không dám trị nó, không dám dạy nó, sợ nó như sợ cọp, khóc chế cả mẹ lẫn con. Những năm qua người ta nghe tôi trên YouTube, người ta tưởng tôi chửi bà Loan, chứ thực tế chả ai chửi bà Loan nào, mà chửi là chửi thằng Quý Ngọc á, nó đằng sau lưng bà đó. Bà giống như một người đàn bà hồi xuân, bà thiếu trai vậy đó, tôi nói sợ xin lỗi, bà đồng đực rượng đực vậy đó, hiểu chưa? Bà giống cái kiểu như vậy, bà chài môi thằng Quý Ngọc là Ngọc Sơn của bà. Hai mẹ con tình tình không có đàng hoàng đứng đắn lặng lơ ông bước. Khi trên điện thoại mà Ngọc Sơn nói thôi giữ làm tình bạn, không yêu trai, không yêu gái là anh ý nghĩa gì? Hả Ngọc Sơn? Có phải anh là người hai giới tính không? Anh không hai giới tính thì anh cũng nầy nọ với thằng Quý Ngọc. Trong cái điện thoại anh chửi tôi cho thằng Quý Ngọc nó coi, anh nạt tôi trên điện thoại, anh nhớ không? Anh nhớ ông vậy Ngọc Sơn? Để tôi kể cái mất dạy của anh ba đối với chị ba này, để tôi đem ra cái mất dạy của mẹ của anh cho người ta biết. Mẹ của anh làm gì có đạo đức mà lên mà để cho người ta hiểu sai về mà đạo đức của anh và bà, rồi ca ngợi bà là Bồ Tát. Bà đâu là Bồ Tát? Tát nào? Bà đâu ra bà Bồ Tát? Nếu mà nói đúng á, là tôi mới là Bồ Tát, anh mới là Bồ Tát đó Ngọc Sơn. Hai chúng mình, hai chúng ta đó Ngọc Sơn à. Anh hiểu chưa? Mẹ anh chỉ ăn ké anh, làm phiền anh, chị ngồi đó bợ vào cái túi tiền của anh, lợi dụng anh xạo xạo. Mẹ anh biết chị tới anh mà Bồ Tát. Để từ từ đó, tôi tát cho mà nghe nè, từng câu một. Tôi tát cho biết nhục là gì. Đừng có ăn ké thằng đàn ông của tôi mà nổ, đừng kẻ trong ngoài nước. Ép Ngọc Sơn coi tôi như một trò chơi, một kẻ thù. Còn nhục hơn nữa, còn ác hơn nữa là không nhìn mặt, không dám gặp. Đồ hèn. Thằng nào con nào ác thì trời cao có mắt thấy rồi đó quý vị. Thấy rồi đó. Thấy Ngọc Sơn hiền, thấy Ngọc Sơn nhu nhược, dám động chạm ai. Ở giữa, anh ba cần cái bao tốt, gặp người này người kia chị ba tạo cơ hội. Anh ba cần có một cái chỗ tôn trọng, chị ba cho sự tôn trọng. Anh ba muốn gì chị ba đều giúp. Thậm chí chị ba ối từng bụng máu trên giường mình đi mượn nợ để giúp anh ba. Bao nhiêu mà được cái gì chị ba cho còn hơn một người mẹ đối với một đứa con, một người chị đối với một đứa em, một người yêu đối với một người đối phương, một người phu nhân đối với một người chồng của mình, một ông xã của mình. Tôi nói xin lỗi một câu, tôi phun bại nước miếng vô mặt ra những ai mà dám nói tới đạo đức của trái tóc thơm này. Mấy người tư cách ở đâu ra mà dám phê bình tôi mà phán xét. Năm xưa Ngọc Sơn du côn, vợ thối côn đồ, thật là mất dạy, ngồi sách động cái đắt online, tật công tôi xử tôi làm điên làm khùng. Ở trong thì ôm gái, ở ngoài thì mẹ lấy tiền, con trai thì lấy danh mà còn đi sự ác độc như vậy. Rồi thằng Quý Ngọc hùa theo rất là khốn nạn, làm những trò bực thiểu đằng sau lưng tôi cho tới trực tiếp nghe lén điện thoại, rồi thâu tôi, rồi tung ra hạp hại tôi đủ thứ. Mẹ con của Ngọc Sơn vì sân si ích kỷ, vì tham lam kiêu ngạo nên trúng kế của thằng Quý Ngọc tiểu nhân, rớt vào cái kế của nó để nhìn vào gia tài của Ngọc Sơn. Mà cái chuyện bỏ xì ke cho uống thuốc lắc, cho xì ke vào ly nước để cướp gia tài, để âm mưu giết Ngọc Sơn và hại Ngọc Sơn thân tàn ma dại, không còn tách người, không còn chính mình, dụ cho Ngọc Sơn coi tôi như kẻ thù, hướng Ngọc Sơn thành một người coi tôi là một cái sự kêu bằng trước ngày vật để kiếm ăn, kiếm tiếng danh quyền lực tại bao thoát. Căm ghét tôi, hướng cho bà Loan căm ghét tôi là thằng Quý Ngọc. Bà ta hiểu lầm tôi, còn tôi dùng chữ hiếu để chấn lại những cái hư của Ngọc Sơn. Vì Ngọc Sơn kiêu ngạo, tôi không gặp được, không tới gần được. Đứng vào trường hợp của tôi, một người làm công lý, làm đạo nghĩa, tôi phải làm sao?
một người bệnh tật nghèo ở xa, tiền đông gạo phát không làm gì ra tiền. Tôi bao có giới hạn, tôi bao sạch cả ốc heo. Hôm nay tôi nằm ở trong nhà sau 14 năm biết Ngọc Sơn, tôi thiếu nợ vì Ngọc Sơn là 3.000 đô tôi chưa kịp trả ở đây. Vì những chi tiêu tôi làm cho Ngọc Sơn tôi không nói. Tôi đến Việt Nam vì một Ngọc Sơn, tôi bỏ đi chuyện nhà, tôi bỏ đi cái cơ hội mà ở đây đụng xe. Người ta biểu tôi đừng đi sau cái ca đụng xe rồi đi vì an ninh của Ngọc Sơn. Mà tôi dối giả tới Việt Nam để rồi tôi bị dục giả trong cái tiệc tùng 2011. Hai mẹ con đối với tôi rất bạc, nhất là tên Ngọc Sơn này rất là mất dạy. Để tôi kể cho quý vị nghe mối tình của tôi với Ngọc Sơn này. Và tôi cấp Ngọc Sơn không được mất dạy với chị ba này nữa giữa công chúng. Mà kiêu ngạo, mà kênh kiệu. Anh ôm cô ca sĩ Như Quỳnh. Và anh nắp tay con học trò bằng áo cưới. Anh coi tôi ra cái gì. Ở trên bao tốt anh gặp tôi, anh nói anh yêu tôi. Mà anh lén lén núp núp, anh để thằng người dọc tấn công và chửi vào mặt tôi một người yêu, một chị ba, một phu nhân của anh, một con dâu của cha mẹ anh. Còn bà lo của vậy, ở ngoài xã hội hay trong nhà, bà mở miệng, bà đọc kịch, bà diễn rất là hay, bà rất là đạo đức giả. Bà cứ nói ba hoa cái miệng là kêu Ngọc Sơn lấy vợ, mà Ngọc Sơn là thích tôi và yêu tôi. Bà gài tới gác tôi. Tôi quen biết mẹ Ngọc Sơn là do Ngọc Sơn thích và tới tỏ tình làm quen, chứ không phải nhờ bà Loan mà tôi gặp được Ngọc Sơn. Bà đổi ngôi từ một người tôi giao tiệc vì bà là thủ quỷ, bà trở thành bà nắp đầu nắp cát, bà bắt đầu bà lớn giọng, bà lạm dụng cái quyền làm mẹ trong nhà. Mà con trai thì chưa quen được người ta, chưa có sự đồng ý, mà chưa có một cái kết quả với con gái người ta, chưa khẳng định cái mối quan hệ hai bên. Mà cứ áp đặt tôi vào để gài bao tốt, gài thằng Quyến Học, gài những người không biết chuyện, để tấn công tôi và làm nhục và coi thường tôi. Mẹ chồng gì mà ác độc, mẹ chồng gì mà giao thiệp với một cái thằng ở ngoài đường lầm vô thằng Quyến Ngọc, người dân, để xúc phạm vào con dâu của mình. Còn Ngọc Sơn thì sống theo cách Ngọc Sơn, thì yêu thương mẹ, tốt bụng với mẹ, kính lão đắc thọ, tôi hiểu. Nhưng mà cái cách của Ngọc Sơn, mọi người có thấy Ngọc Sơn bị thái quá không? Không cần thiết phải như vậy không? Tới mẹ mình hay người yêu cứ đưa lên truyền thông để mà quảng cáo sản phẩm. Mới ngày đầu tiên quen biết nhau, chưa gì hết, mới tặng quà là Ngọc Sơn nói để anh để quà của trái đậu thơm. Giữa cây gọi rằng, giữa nhà mà đưa lên báo chí để mà chắc cho người ta biết là quà của mình. Nhưng thực tế là Ngọc Sơn dùng quà của tôi tặng để câu báo tốt cho người ta biết có mối quan hệ với tôi. Thấy không? Mẹ con ruột thịt với nhau mà Ngọc Sơn còn sử dụng mẹ để làm quảng cáo sạc bài ca tiếng hát. Thì các cô gái nghĩ cho kỹ đi, anh ba như vậy mấy người sốc nổi. Ngọc Sơn có thật sự là Ngọc Sơn yêu phụ nữ, yêu phái đẹp, yêu người đối phương, hay chỉ yêu bản thân của mình? Nói là bà Loan là ở muốn lên hình lên ảnh, nhưng mà thực tế là Ngọc Sơn tạo dựng hết, chứ đâu phải một mình bà Loan. Quen biết tôi là cục Ngọc Sơn, rồi nói lời chia tay tôi để sợ mất khách tại cái phòng riêng của Ngọc Sơn, rồi quay về với tôi cục Ngọc Sơn. Nhưng mà tôi giận Ngọc Sơn tại vì sao? Vì thằng Quyết Ngọc hỗn láo, nó dựa vào cái sườn làm con nuôi em nuôi trong nhà họ, nó có điều kiện ra vào. Họ thể hiện cái tôi, họ lằn nhằn với tôi, họ ép tôi phải biết điều, phải để thằng Ngọc xúc phạm mà vô lễ. Họ cố tình xử tôi hẹp, họ cố tình làm nhục tôi, và họ làm cái thái độ để cho thằng Ngọc vừa lòng. Họ lấy hai Việt kiều đấm đá nhau, nhất là mẹ Ngọc Sơn. Mà bà làm mai tôi cho Ngọc Sơn, tôi không cần biết. Tôi cho tiền về Việt Nam, tôi giúp họ, tôi đưa họ lên, tôi cho Ngọc Sơn được chỗ đứng online, dù không quen nhau thời gian, cặp bé Ngọc ôm gái ở Việt Nam. Thiệt là tôi trả, còn Ngọc Sơn thì ôm gái ở trong tiệc, danh dự là con bé đó và những người online. Tới ra ngoài đường, tới phố Hường, tất cả còn cay đắng là tôi chịu, mà tiền bệnh tật. Vậy tôi kể cho mọi người nghe, những uất ức của tôi có quyền kể không? Tôi không nói ai mà biết, tôi không kể sao Ngọc Sơn thấy được những cái hư. Ngọc Sơn bị bưng bít, Ngọc Sơn bị tân bốc, nịnh nọt. Ngọc Sơn ăn rồi tối ngày những cái sự nịnh nọt, bỡ đỡ riết rồi quen. Tôi không vứt một Ngọc Sơn ra, tôi chửi vô mặt. Tôi không giặt mặt mẹ con họ ngày xưa mấy năm trước. Thì Ngọc Sơn không khó chịu.
không bị nhục nhã với tôi mà offline, không bị tôi đắc vào tâm lý mà Ngọc Sơn á mới trở thành nên người ngày hôm nay. Chị ba dùng khổ, dùng kế và sự thông minh. Còn cái chuyện anh ba đề cao chữ yếu là trên tất cả là chuyện của anh ba. Còn chuyện chị ba ngồi bao thoát, chị ba cho anh ba mượn làm chị ba anh ba là chuyện của chị ba. Chị ba không có làm dâu nhà anh ba bao giờ á. Mà chị ba cũng chưa từng là con dâu của bà Loan. Chỉ có bà Loan thích và tới coi mắt và muốn tôi làm con dâu, và Ngọc Sơn muốn tôi làm vợ. Hai chuyện nó hoàn toàn khác nhau. Ngọc Sơn định quen, quen có mấy ngày chưa gì hết, tôi mới lịch sự xuất hiện là Ngọc Sơn trở mặt rồi nói lời chia tay không quen. Mà chưa quen cái tôi mới chịu lịch sự tốt bụng bên cạnh. Tôi quân tử ga lăng, tôi bên cạnh Ngọc Sơn là một người bạn. Mà bên cạnh đó Ngọc Sơn rất hư. Những sự xúc phạm của Ngọc Sơn đối với tôi rất nhiều. Tôi hôm nay tôi bắt buộc phải xử cho Ngọc Sơn. Khi tôi đem ra tất cả lỗi của Ngọc Sơn tôi bắt, thì Ngọc Sơn mới có lý do để gặp được tôi. Còn mấy năm qua Ngọc Sơn lỡ nổ, lỡ sướng, lỡ kênh kiệu, lỡ là kèo trên, đúng hiểu không? Lỡ là kêu bằng thể hiện thật anh ba không thèm con táo vứt bỏ rồi, rồi lẫm cho về trên cơ. Cho nên khi mà anh ba gặp tôi là bị người này thấu cấy, người kia giật dây để mà hãm hại tôi, để chia rẽ Ngọc Sơn, không tới được Ngọc Sơn, khó sự. Hiểu chưa quý vị? Bởi đây là cái sự yêu cầu của Ngọc Sơn. Ngọc Sơn nói anh yêu em mà anh khó xử thì hôm nay tôi xử cho anh. Vì tôi là người yêu của Ngọc Sơn. Mà muốn xử ra tất cả tôi phải đem ra công chuyện sự thật từ E tới Z, từ đầu tới cuối. Thời gian biết đá biết vàng, biết đâu cái bao thoát, biết nàng trái áo thơm. Còn nói những người không hiểu chuyện bên trong lục đục giữa tôi với mẹ Ngọc Sơn và Ngọc Sơn là họ hiểu lầm tôi ngày đầu tiên. Tôi mượn bà Loan tôi khích để cho Ngọc Sơn bỏ online. Chị tôi bảo vệ và cứu Ngọc Sơn chứ không ai tôi chửi bà. Chỉ là cái đó bà hiểu lầm rồi họ mới ác độc. Họ thâu lại rồi lấy đó là một cái lý do để đụng tới tôi. Vì tôi là người con mát mặt, họ đặt tôi có đề tài. Họ tấn công tôi á, thấy không? Nó giống như là câu rung. Như YouTube là câu view, câu kênh, câu like, đúng không? Câu tiền, câu bạc, câu tiết, câu danh. Chứ đề tài đâu mà nói. Sử dụng tôi là người nổi tiếng quan trọng chứ không phải Ngọc Sơn. Tại bao thoát Ngọc Sơn không phải nhân vật quan trọng, mà tại Ngọc Sơn bị bệnh ngôi sao tự cho mình là quan trọng, từ xước tự nổ. Rồi Ngọc Sơn muốn xót ngôi chị ba này, muốn trên đầu chị ba để cướp địa bàn, cướp chỗ thiên hạ của chị ba. Nói đúng câu chuyện là Ngọc Sơn là thằng tiểu nhân, thằng ba dơ, thằng mất dạy, thằng chiếu dưới, thằng hèn, thằng nhục, thằng ăn bát, ăn ké, ăn xin, ăn mài, thằng con chó các chỗ tiểu nhân của chị ba, đâu hiểu chưa? Hôm nay chị ba lên YouTube nói thì anh ba thấy không? Hôm tháng 5, tháng 6 và những tháng qua, chị ba bức xúc lên nói khi người ta kêu mép, quần chúng đầy lỗ tai chị ba, tại sao như vậy? Anh ba ôm gái cho truyền thông mất dạy, không coi chị ba ra gì. Từ trong ra ngoài nước, nhất là những người online biết tôi. Quần chúng thần dân bao thoát gặp người ta mét tôi đầy lỗ tai. Thì bắt buộc tôi phải lên tôi nói trên YouTube. Ngọc Sơn biết chứ không phải không biết. Nghe chứ không phải không thấy. Ngọc Sơn rất là nhập tâm cái bao thoát. Thấy không? 14 năm anh vẫn còn nhập tâm cái bao thoát. Nếu tôi làm phu nhân của anh là tôi phải ăn ở truyền kiếp cho anh với những người chửi vào mặt tôi và thằng Quý Ngọc xúc phạm. Anh đóng cửa tôi thử coi mẹ con anh cư xử như thế nào với tôi. Giữa tôi và thằng Quý Ngọc cuối cùng anh không thắng được anh vật để nó vô nhà và mẹ anh vật để nó vô nhà. Nó vô nó định nộp cho bà 100-200 đô. Nó lên phim lên ảnh nó mua cái sự mà giao thiệp mẹ con bà rất rẻ. Nó bỏ con tét, nó bắt con tôm hùm. Nó nhận bà con, rồi mẹ con này rất ngu si. Để cho nó lợi dụng họ để nó xưng là người nhà. Nó tới với tôi nó khoe nhà cửa tài sản tiền bạc tất cả của Ngọc Sơn là của nó. Rồi mẹ con của Ngọc Sơn chúng kế tưởng nó chọc giỡn, nó phá tôi. Nhưng mà thực tế không phải nó phá mà nó làm thiệt. Vì nó làm thiệt nó kêu đội công an 18 người công an ra khách sạn để chơi tôi. Để nó trù dập, nó hãm hại. Nó giống như nó làm cái bài đó với Ngọc Sơn. Nó kêu công an xin lỗi là nó ghi âm. Nó đưa cho công an nó bỏ tù Ngọc Sơn, nó có bằng chứng. Nó gài tội Ngọc Sơn làm chính trị, tổ chức làm chính trị đánh phá. Trong nước Việt Nam chính thằng của Ngọc đưa cho công an. Và đội công an ở bên Việt Nam nói chuyện với tôi. Mà tôi không nói là ai được, đây là đội tư người ta.
tôi là người có căn tu, có bề trên độ. Tuy tôi không phải là một người đạo đức giả, tu hành ăn chay niệm Phật, nhưng bề trên thấy tôi ở cô đất thường phù hộ, tôi hay giúp người, giúp quần chúng, nên những cái chuyện gì xã hội tự cái duyên mà tới. Nên công an mạng đã tìm gặp tôi. Công an mạng người ta sống ở hải ngoại, chứ không phải công an ở trong Việt Nam đơn giản. Người ta kể cho tôi biết thằng Quý Ngọc ghi âm Ngọc Sơn và đưa cho công an chơi chết Ngọc Sơn, bỏ tù Ngọc Sơn. Mẹ của Ngọc Sơn bà lo phải hối lộ, cho tiền hối lộ 1 tỷ tiền Việt Nam đồng năm xưa để cứu Ngọc Sơn, cho tiền chung chi cà phê để bịt miệng. Có thời gian đó đánh Ngọc Sơn rất lớn, Ngọc Sơn bị tẩy chay từ online tới trong nhà. Ngọc Sơn không có chủ đức trong showbiz và trong nhà tới online. Thằng Quý Ngọc hãm hại và chơi chết Ngọc Sơn, định bỏ tu luôn Ngọc Sơn, rất là độc ác. Sau khi thoát nạn rồi, Ngọc Sơn dốc ơn rất là ác độc, rất là mất dạy quẹt mỏ, lên mở lại căn phòng, lại tụ tập để chửi vào tôi tiếp. Quý vị biết được bao nhiêu về đạo đức của Ngọc Sơn này. Vì yêu một cái nghề nghiệp, vì háo danh, vì muốn làm trong và đại ca vua bao tốt, bất chấp có thể giết tôi, hại tôi và làm mọi cái để tổn thương nhau. Vì muốn có một cái quyền lợi cho mình miễn, thì nó không tham sân si. Nói chuyện đạo đức mà hai mẹ con rất là ác độc, tác tận vô lương tâm. Tôi là người nạn nhân ở trong câu chuyện, tôi còn là ân nhân, mà tôi còn là người yêu đối phương của Ngọc Sơn. Vì dẫn nghĩa cử tôi cao đẹp đối xử với Ngọc Sơn, mà Ngọc Sơn là một người cần một phu nhân tốt, nên Ngọc Sơn chấm trúng tôi, nhưng Ngọc Sơn ép tôi là một người dưới cơ để điều khiển tôi như một cái vật thể theo ý mình. Không có một cái gì giữa tình nam nữ ít, ngoại trừ là sắp đặt. Những cái gì của tôi toàn là bà Lôn ăn dọc thằng Quý Ngọc và cái đất bao tốt tập đoàn là con nuôi em nuôi. Rồi cái việc ai đâu á, tôi im lặng có mức độ, tôi không thèm nói. Mà nếu tính sổ với tôi, tính tội tôi đó, tôi đem ra coi ai nhục, ai hơn ai và ai đúng ai sai. Ngọc Sơn nào mà không có người yêu làm sản phẩm nhạc thì mình cứ rõ ràng. Hôm nay Ngọc Sơn mới ra một sản phẩm nhạc mới, chuẩn bị để phục vụ cho những ai yêu nghệ thuật ủng hộ Ngọc Sơn. Ngọc Sơn cống hiến vì yêu âm nhạc, yêu nghệ thuật, coi là máu và tánh mạng của Ngọc Sơn. Ngọc Sơn yêu nghệ thuật và yêu nghề nghiệp, rất là muốn được ra những cái sản phẩm phục vụ cho mọi người, không? Các fan. Rồi giới thiệu tôi sẽ dùng cô ca sĩ đồng nghiệp như Quỳnh là một người đồng nghiệp để chúng tôi làm những cái vai diễn ở trong cái show. Nó chỉ làm show thôi nha quý vị. Và nói rõ ràng đây là cái sản phẩm chúng tôi chỉ là lên ra cái bài nhạc của tôi cho nó phong phú, nó ngoại cảnh, nó diễn tả để nói lên cái ý nghĩa của bài ca rõ ràng. Còn này thần thần quỷ quỷ, hai thằng một con ôm nhau xà đẹo, cả ngực cả mông cả hét cả bộ phận, hai đứa không ra người ra thú, rất là mất nết mất dạy ngay mặt tôi. Rồi còn ta làm cái trò đi qua nhà ăn cơm, năm xưa mời tôi ăn cơm mà gài giang hồ lo, gọi bà Lon thì không để gặp, những cái trò rất là mất dạy, lên câu trên bao thoát nói yêu tôi ở trong. Thằng Quý Ngọc thì bay ra chửi tôi con đĩ là con khùng kia, làm nhục tôi giữa công chúng, chửi tôi gây mặt rất là mất dạy. Cô coi tôi ra cái gì đâu, mà tất cả cũng bởi vì một Ngọc Sơn coi tôi không ra gì, nên người ta mới coi tôi không ra gì. Thằng Quý Ngọc và mẹ Ngọc Sơn và tất cả những ai dính líu tới Ngọc Sơn mới coi tôi không ra gì. Mà chỉ có chị Ba này lên tiếng thì anh Ba mới sợ thôi. Anh nói anh yêu tôi, mà anh qua nhà của con ca sĩ Du Quỳnh, anh ăn cơm, anh xà đẹo với nó. Vậy cái chị Ba này tôi giúp đỡ, anh tôi cực khổ, anh ít đã anh phải nể mặt tôi chứ. Anh gặp những người Việt Kiều ở trên online về, đi ngoại giao, anh nói anh yêu tôi, anh đổ thừa lên đầu thằng Quý Ngọc. Mà thằng Quý Ngọc là cái gì giữa tôi và anh? Một chuyện rất vô lý, anh yêu tôi hay không yêu là do anh và tôi quyết định. Anh trên 40 tuổi, 50 tuổi, mà anh đổ thừa thằng Quý Ngọc là sao? Tôi gặp anh rồi từ anh tôi biết mẹ anh, tôi đưa tiền thẳng vào cho bà Nguyễn Thị Kim Loan. Tôi đưa bà tiền về để lo sinh nhật cho anh. Tôi gửi tiền tùng cho anh, tất cả là cho Ngọc Sơn, anh cái gì cùng Ngọc Sơn. Thằng Quý Ngọc là ai?
luôn đề cao thằng Quý Ngọc vào giữa tôi và anh và mẹ anh, nó còn hơn cả mẹ cha anh và anh nữa. Là sao vậy Ngọc Sơn? Nếu anh là một người có giới tính không đàng hoàng, anh thật sự anh với thằng Quý Ngọc cặp bồ cặp bình yêu nhau trong cái sự mà nam với nam, anh lôi tôi vào làm gì? Hết con bé Ngọc, thằng Quý Ngọc rồi mẹ anh rồi cái bao thốt. May là tôi chỉ mới chị ba, mà là một chị ba danh dự quân tử hy sinh cho anh, chứ không phải là ăn của anh một đồng gì lại hay lấy qua một cái gì. Trái Táo Tôm là người nổi tiếng của công chúng, là một người số 1 tại online. Cho Ngọc Sơn ké tôi làm anh ba chị ba, dù bên trong không quen nhau về tình yêu. Ngọc Sơn biểu làm tình bạn, không lập gia đình, không quen tôi, không qua Mỹ này. Mà thời gian xưa anh có được vô Mỹ đâu mà qua. Nói xin lỗi anh tự tiểu sự của Ngọc Sơn, Trái Táo Tôm này không biết tại sao hả Ngọc Sơn. Anh quen với con bé Ngọc, anh cặp bồ cặp bịch không có, làm sao anh cả nói tôi. Trong lúc mà nói lời chia tay tôi giữ làm tình bạn, anh lục đục với Ngọc. Rồi anh cả kể anh tát con bé Ngọc mấy cái bàn tay ở ngoài Hà Nội, anh bỏ nó. Rồi anh với thằng Quý Ngọc cứ ngồi to đập cái bao tốt làm giang hồ với đại ca. Để anh lo cái sự nghiệp của anh, hút khách và giao tiệp quần chúng. Anh giải trí, anh ngồi với cái tôi một mình của anh. Còn tôi tội nghiệp anh một mình bơ vơ, tôi là người quân tử. Tuy rằng tôi không đáp ứng được nhu cầu làm vợ làm dâu nhà anh, vì tôi bệnh tật nghèo tự trầu, tôi chưa giải quyết quyết định. Nhưng tôi vẫn ga lăng cho anh làm anh ba chị ba, có ai tốt cho tôi không? Suốt thời gian tôi và anh lạnh nhạt, có cái gì chị ba anh ba? Cái nick của anh toàn là thằng Quý Ngọc đi xài. Điện thoại nhà anh thì tôi chỉ được gặp thằng Quý Ngọc và mẹ anh, lúc nào cũng mẹ anh và thằng Quý Ngọc khống chế tôi. Mối tình nào ở đâu ra mà bỏ tôi? Còn không tôi phải bỏ tiền từ bên Mỹ lại tiền bệnh tật. Mỗi lần nạp thẻ 25 đồng, có chuyện gì gọi qua bên Pháp. Tiền mà kêu bằng á, không phải dễ đâu. Tiền đông gạo Pháp và quý vị, gọi qua đi gặp anh cả, rồi nghe anh cả nói chuyện chỉ biết được thông qua anh cả thôi. Cái mối tình tôi với Ngọc Sơn chỉ là Ngọc Sơn có lợi. Tất cả cho một mình Ngọc Sơn ích kỷ mà đã anh. Khi anh lên lại sự nghiệp anh vinh quang ở Việt Nam, tôi không biết anh nghĩ về tôi như thế nào trong bụng và trong tim. Nhưng mà mẹ anh tôi không biết. Mỗi lần mà tôi thấy cái bản mặt bà Trường lên trên cái báo chí, lên trên truyền thông mà bà với thằng Quý Ngọc nắm tay nhau kè kè hai người, mẹ con là tôi nổi máu tanh sông lên. Tôi nổi máu tanh sông, không phải là tôi không làm vợ làm dâu Ngọc Sơn, mà tôi thấy được cái công quả của tôi. Tự nhiên bà và thằng Quý Ngọc ăn cướp của tôi và ăn ké của tôi, hượt ngay mặt tôi để kênh bên Pháp. Cái mặt tôi thật là bức xúc. Mà Ngọc Sơn là vô tình rớt vào cái bẫy của thằng Quý Ngọc. Mẹ của Ngọc Sơn một người mẹ thật là ích kỷ. Bà làm mai tôi cho Ngọc Sơn, bà lấy tiền rồi bà sắp đặt tôi. Bà chận đầu chận đuôi, bà sợ người ta biết bà nhận tiền của tôi. Mà bà là một người rất tội nghiệp, tôi không giận bà tiền bạc. Tuy tôi đưa tiền ra tôi cho, tôi rất là bức xúc khi mà bà không hiểu ý tôi. Mà bức xúc nhất là Ngọc Sơn không hiểu ý thôi. Không ăn ý giao, không biết là cái nỗi lòng của tôi một người quân tử. Ở xa, tôi giúp được gì tôi giúp. Tuy biết mẹ con của họ rất bạc, lợi dụng và gạt tình gạt tiền. Con trai nói không quen, sau khi hô hào quen tỏ tình xong câu được cái rung đông rồi. Cái lạnh nhạt nói thôi làm bạn. Rồi từ đó bắt đầu cái rung của Ngọc Sơn hết. Từ người này người kia làm nhục tôi và rất là mất dạy. Tôi ngồi có phòng riêng, đặt qua phòng tôi lấy tên tôi làm nạn nhân. Mà mở căn phòng cứ xúc phạm vào người bệnh tật, người bất hạnh neo đơn là tôi, là phụ nữ đơn chiếc. Rồi còn biết bao nhiêu người là nạn nhân như vậy, có phải Ngọc Sơn sai không? Anh gieo ra cái nghiệp thì anh ăn cái nghiệp của anh. Chứ đâu mắc mớ gì Trái Táo Tôm này. Tôi chửi cha mắng mẹ vào những người xúc phạm tôi, anh nhảy ra anh binh để anh thể hiện anh là đại ca. Rồi anh lấy chữ hiếu của anh vô, anh nhập vào cái bao tốt, anh trừ điện tôi, anh gài vào một cái thế rất ác độc. Mà chị ba thì thông minh hơn người một cái đầu, biết anh hiểu lầm, anh ngu si. Cho nên tôi tha thứ cho anh hết lần này lần kia. Ở đây tôi bây giờ tôi mệt, không có chủ kiến, tôi nói chuyện 14 năm kẹt. Anh ở trên cái YouTube, người ta post lên cái video phỏng vấn báo chí, đài truyền thông là anh có mối tình với ai 7 năm. Mà mẹ anh gặp tôi thì mẹ anh gạt tôi, nói anh không có mối tình nào hết. Hồi xưa có cô nào coi mắt anh với mẹ người ta, bạn của bà cụ mẹ Ngọc Sơn tâm sự anh không chịu lấy vợ. Rồi sau đó cô này lấy chồng đi ra nước ngoài.
cô đó vẫn nhớ tới bà. Nhiều lần có nhớ tới hỏi thăm hoặc ghé Việt Nam mà cho mấy sắp vải tặng bà làm quà. Coi như mẹ chồng hụt, con dâu hụt của bà chỉ nói vậy thôi. Thì khi về Việt Nam tôi gặp người mẹ hụt, xin lỗi mẹ vợ hụt của Ngọc Sơn, tôi có thấy năm 2011 mẹ Ngọc Sơn nói với tôi bà đó, bà bạn. Rồi bà đó nhìn tôi nhìn bà đó, tôi sơ sơ. Lúc đó tôi với Ngọc Sơn lạnh nhạt, không có nói chuyện với nhau nhiều. Tôi ngồi bao thoát thì Ngọc Sơn với tôi ấp cúng có anh ba chị ba. Tôi chỉ được ngồi với Ngọc Sơn cái sản phẩm và show của anh. Còn ở bên Việt Nam khi tôi về thì anh không tiếp tôi, anh để mẹ anh tiếp. Anh thật là bất hiếu. Rồi anh đó, ngồi đó, anh với các Việt Kiều, anh nói anh yêu tôi là tình yêu gì vậy? Hả Ngọc Sơn? Rồi thằng Quý Ngọc Thừa nó đục thả câu, nó cứ thể hiện cái quyền lực là nó nói. Ý đó là nó có quyền, nó cho anh mới được quen, không cho tôi không được vô nhà, anh làm vợ làm dâu. Rồi tới bà mẹ của anh nhảy phóng ra làm giọng thái hậu với gái mẹ. Rồi bắt lỗi, bắt phải tôi chửi để cho anh lên người. Còn bà ngồi Việt Nam bà không hiểu. Mà tôi cần gì phải giải thích với bà. Bởi chuyện online thì tính chuyện online, anh nói coi làm bạn có phải người yêu rồi mắc bớt gì phải giải thích nhà anh. Tôi có giải thích hay không là do anh và tôi cư xử mà tôi về cho anh hai lần. Anh có chịu gặp tôi đâu. Thằng anh ba anh rất là mất dạy. Chị ba này không giải, anh ba không chối, anh ba không trị, anh ba tôi không phải là trái tốt thơm. Anh ở đâu ra trong cái cuộc đời trái tốt thơm này? Hả? Anh là cái gì trong đời của tôi? Một thằng đàn ông thích tôi và yêu tôi, ái mộ tôi. Anh chưa là một cái gì xứng đáng với tôi. Mà từ trong nhà ra ngoài đường tới phố phường tới online tới con. Con đàn bà nào của anh hay mẹ anh cũng không có tôi ra gì giả vô lễ với tôi hả? Bà lo mẹ của Ngọc Sơn bà lấy tiền của tôi. Nếu con trai bà không gả cho tôi thì bà phải ối tiền con gái người ta ra. Bà đã không ối tiền mà còn độc ác mà chỉ tới thằng Quý Ngọc để bà sát phạt tôi. Qua thằng Quý Ngọc. Hôm nay trời cao có mắt bà chết. Bà bị hành xác. Bà bị vô hồn. Bà bị cách ly. Bà không nhìn mặt được Ngọc Sơn vì bà quá ác mà chia rẽ Ngọc Sơn với tôi. Nên trời khiến bà không được phép gặp Ngọc Sơn nữa. Bởi cái vị trí ở trong nhà của bà là của 14 năm nay là chị ba này chứ không phải của bà và thằng Quý Ngọc. Nếu tôi chấp nhận Ngọc Sơn vì không kẹt cái bệnh tật bên Mỹ này và tôi cho Ngọc Sơn cơ hội bên cạnh nhau, không phải vì ngày xưa tôi ga lăng cho người đàn ông người yêu của tôi Ngọc Sơn hoa đi của tôi đi với bác Ngọc và những cô gái khác thì bà ở đâu ra và thằng Quý Ngọc ở ra mà giác hộp với tôi giác buôn lễ hả? Nói cho cùng mẹ của Ngọc Sơn vẫn là phụ huynh của tôi. Dù bà đúng hay sai bà cũng là mẹ của Ngọc Sơn là mẹ của tôi. Tại bao tốt cho dù Ngọc Sơn không có tình yêu với tôi còn là công chúc của tôi. Ngọc Sơn ngồi kinh doanh trên thời thế của được hoàn thành từ trái tốt thơm này của chị ba này. Là Ngọc Sơn kiếm ăn kiếm tiền kiếm tiết kiếm danh là công chúc quần chúc nên tôi không chấp làm gì bà. Nhưng nếu mà nói thẳng với nhau về đạo làm dâu làm vợ. Bà không giải con bà. Biết điều với con gái người ta mà còn quay ngược lại bà bắt chẹt con gái người ta. Khi đó bà nắp đầu đập cát để bà làm cái giọng quyền lực. Ai dám gả, ai dám yêu, ai dám cưới. Bà thật là mâu thuẫn, ác động với Ngọc Sơn. Ngọc Sơn gần 50 tuổi đầu mới có được một mối lương duyên là trái tốt thơm này. Lúc đầu bà giả dân giả nghĩa bà tới. Bà mẹ con sau đó cái bà bắt đầu ăn rơi với thằng Ngọc này. Đấy Ngọc Sơn ra khỏi tôi. Nhưng Ngọc Sơn là một người sát suốt thông minh. Không phải Ngọc Sơn mù quáng tất cả. Bởi chính Ngọc Sơn không bao giờ tin thằng Quý Ngọc dễ dàng. Mới ngồi bên cạnh tôi trong cái phòng có em Châu Gia Kiệt ngày xưa. Tôi đến Việt Nam tôi giúp Ngọc Sơn. Ngọc Sơn có lạnh nhạt không gặp tôi rõ ràng giữa công chúng. Mà tại sao Ngọc Sơn giao tiền với tôi? Tôi thấy ánh mắt cười quá Ngọc Sơn. Ở bao tốt tôi là người nổi tiếng, là người số một. Tôi cho anh mượn tôi làm anh ba chị ba tôi không ngại. Còn anh ở ngoài đời một thằng Ngọc Sơn lúc đó còn chưa lên lại sự nghiệp. Mà anh ích kỷ thấp hèn, anh không dám công khai tôi với anh ba chị ba ngang hàng. Anh núp núp lấy các anh giàu tới chụp hình cái thôi nhát cho người ta thấy. Anh đưa tôi lên tấm hình đứng với anh phát gạo là xong. Anh sợ những cô gái dây quá anh không có đem tới những tung hô nhà mẹ anh có bóc tiền người ta được. Hai mẹ con anh sốc và rất là điếc đàn, rất là thất đức, rất là ác độc, rất là giả tính, không có tình người. Để tôi giáo dục anh sau 14 năm để Ngọc Sơn ngoan. Tôi đã cho anh lên sự nghiệp, tôi đã cho anh lên đỉnh cao tại Bao Thốt. Bây giờ tới cái anh ba chị ba này tôi sẵn tôi làm phước. Tôi làm tới luôn thử coi ai yêu ai đơn phương. Rồi anh thuốc vô đầu giật người không biết chuyện.
người ta hiểu lầm là tôi đụng chạm với mẹ anh, rồi mẹ anh không thích tôi, mà thật ra bà có đụng chạm gì tôi. Vì một cọc sớm anh mà ra một cái báo thuốc và thằng Quý Ngọc. Thằng Quý Ngọc tay anh trên báo thuốc dễ quá, cứ lấy tôi ra xúc phạm là có rung. Rồi cả cái báo thuốc đánh tôi một cái hiện tượng. Rồi anh ăn theo để làm anh ba đại ca, anh nổ, anh xối ca với xối vương với đại ca, anh ba. Mà thằng Quý Ngọc nó điều binh khiển tướng, nó vẽ rồng vẽ rắn hai mẹ con này. Mà nó sau này khi mà báo thuốc á, Ngọc Sơn với tôi hai đứa, mỗi đứa đều á, mà dẹp cái bao thoát ngồi trên YouTube. Ngọc Sơn có Facebook thì thằng Quý Ngọc nó mới tự. Nó mới không dám, nó không ngủ như ngày xưa được. Câu chuyện dài của 14 năm lịch sử bao thoát gắn liền giữa tôi với Ngọc Sơn. Có nhiều người hỏi tôi tại sao nhắc với Ngọc Sơn. Tại vì Ngọc Sơn là một người giao thiệp với tôi, là người nổi tiếng, là người một cái nhân vật huyền thoại của bao tốt phải nhắc. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Tại vì cái lịch sử bao tốt bao nhiêu căn phòng mọc lên là do tôi một tay tạo ra. Tôi cho địa bàn mấy trăm cách, tất cả ngàn cách ăn nên làm ra rần rần rộ rộ. Suốt bao nhiêu năm qua từ 2003 nên bắt buộc phải nhắc tới, vì đó là những con người giao thiệp với tôi. Không phải Ngọc Sơn là nhân vật để nhắc tới, mà nhắc vì có mối liên hệ với tôi để giải quyết. Nhiều đứa nó hỏi tại sao lúc nào cũng nghe nói tới Chá Tóc Thơm. Chá Tóc Thơm luôn luôn là Chá Tóc Thơm vì tôi là người lập rung, cho rung cho thời thế, vì tôi là người nổi tiếng của công chúng, của hải ngoại, của các Việt Kiều ở hải ngoại, của cộng đồng hải ngoại Việt Kiều, chứ không phải tụi Việt Nam ăn mài giả đất tụi bay trong Việt Nam. Hiểu chưa? Lũ mất dạy tụi bay trong nước. Hôm nay tao trở lại con người thật, tao sẽ lấy lại căn cứ của tao. Tao và Ngọc Sơn sẽ xông kiếm hợp bích. Tao sẽ tát gãy răng từ con từng thằng tụi bay để đó mà coi. Mấy năm nay tao do lo, tao giáo dục Ngọc Sơn bằng sự thông minh của tao. Tao bắt Ngọc Sơn offline để tao cho bao thoát đói. Tao trị cho bao thoát sập ế, tao rút một cái cho bao thoát không còn một cách. Để Ngọc Sơn nhìn thấy tình hình online, để Ngọc Sơn thức tỉnh với bệnh ngôi sao của mình. Không có chị ba, cái tầm quan trọng chị ba này thì anh ba lấy đâu nương theo. Để anh ba nhìn thấy cái bộ mặt của xã hội, để thằng Quý Ngọc nó té ngửa ra cái bộ mặt online là cái gì. Tôi quan trọng hay là cái báo thoát quan trọng hơn những người mà Ngọc Sơn và thằng Quý Ngọc, hai thằng ăn rơ nhau để lấy làm cái công cụ để mà đánh vào tôi. Sau mấy năm trời bằng lăng tiếp biết cầm cái microphone xin lỗi tôi, Quý Ngọc cũng quay lại, cũng hạ mình hạ giọng điện thoại vào nhà này đàng hoàng với tôi này, nếp ở đâu ra là do anh đó Ngọc Sơn. Từ người chửi tôi tại bao tốt cũng quay lại nói chuyện đàng hoàng. Từ khi có anh mọc lên, anh sách động, anh giải hư người ta. Tôi vì là một chị ba giúp anh cao thượng, một thằng Ngọc Sơn anh ba thấp hèn ích kỷ vô lễ với chị ba này, mà người ta không ai coi tôi ra gì hết. Tôi cho anh cái chỗ đứng ngồi online, còn anh cho tôi toàn là sỉ nhục và cay đắng. Đã vậy anh còn vứt ra cái bà mẹ của anh nữa. Một tình yêu nam nữ, người mẹ phải quăng thằng con ra để mà giao thiệp với con gái người ta. Chị cô nào có tiền thì bà để cho anh tới gần, nhất là ca sĩ Như Quỳnh, nếu không có tiền có tiếng có danh thì có giá trị lợi dụng, bà để Ngọc Sơn tới gần à. Còn con học trò là gái trẻ, cô giá trị lợi dụng để câu Ngọc Sơn. Trên truyền thông điện nhữ, Ngọc Sơn cô gái sát gái. Khi mà tung cái video ra con bé đó, cũng như mấy bé cho bao thoát. Thằng Quý Ngọc điện vô nhà này nè, bóng gió. Là tôi biết liền. Bận áo cưới, lên đồ vét, quảng cáo bài ca sản phẩm, là mỗi lần sản phẩm là thằng Quý Ngọc kiếm tôi. Kỳ trước bài nụ cười ly biệt cũng kiếm tôi. Bài tiền cũng điện cũng kiếm tôi là một si ca đồ. Quảng cáo bài ca tiếng hát, tình yêu thì không có mà giả dối không. Mà vấn đề tôi không chịu là ngồi ca ngợi ca tụng bà Lon là một Bồ Tát. Bà Lon có làm gì tích sự cho mấy đứa con nhờ đâu. Nói đúng là Ngọc Sơn nuôi không. Ngọc Sơn mới là người Bồ Tát, tôi xin lỗi, đụng chạm tôi chịu. Trước vong hồn của mẹ Ngọc Sơn, ba không phải Bồ Tát, tất cả là của Ngọc Sơn 16 tuổi. Tiền bạc tất cả, danh tiếng, cơm áo gạo tiền, tất cả
Ngọc Sơn, chứ không phải là bà Loan. Bà Loan là nhờ Ngọc Sơn. Ngọc Sơn mới là Bồ Tát nuôi em, nuôi chị, nuôi mẹ, nuôi cha, nuôi dòng, nuôi họ, nuôi tất cả, chứ không phải. Ngọc Sơn mới là Bồ Tát. Con lo cho mẹ mà con không kể công tính tiền tính bạc, mà con cố tình cho mẹ được nở mặt đôi mày tôi phút chót vô hòm. Đó mới là Bồ Tát. Tất cả là sự hy sinh của anh ba đối với gia đình. Là Ngọc Sơn mới là Bồ Tát chứ không phải bà Loan. Đừng có gọi đó bà cướp công Ngọc Sơn. Còn nói Ngọc Sơn mà không lập gia đình việc chưa gặp được đối phương, mà đối phương là tôi nè, mà ở cái tuổi của tôi bà Ngọc Sơn không phải là chuyện như tuổi trăng hoa thời trẻ bay nhảy cặp bồ cặp bịch. Tôi tuy không từng trải cho những cô gái tuổi xuân thì tôi khổ bạn thật, nhưng tôi cũng biết cái gì là một chút xíu qua cái sự thông minh trời cho. Trái bao thơm này tôn trọng Ngọc Sơn gần 14 năm. Tôi không biết anh mối tình nào 7 năm về Ngọc Sơn. Khi anh gặp nạn, khi cha anh chết, anh còn xương với da, anh khổ tâm, anh đau lòng không chỗ dựa tinh thần. Cái bao thoát là tôi đơn đưa anh lên cho anh làm trùm đó. Nếu anh khôn anh ngồi anh làm một bài toán, anh mới thấy chị ba này thông minh và vĩ đại. Cái tình hình online này anh và bản thân anh, xin lỗi, là anh ăn trọn gói đó. Anh bây giờ mới là thằng trùm bao thoát đại ca đó, chứ không phải những năm qua đó. Những năm qua nó không có chuẩn, tại vì những năm qua anh chỉ dựa vào tôi qua cái đám giang hồ hèn, giang hồ bự, giang hồ ô hợp, anh không có cái gì. Nó chẳng có cái gì ăn nhập tới nghề ca sĩ nhạc sĩ, bài ca, tiếng hát, sản phẩm và đạo đức. Những cái anh không nên liên quan gì cái mà hư hỏng. Hôm nay tình hình bao thoát, anh mới là chồng là cha bên cạnh chị ba này, anh hiểu chưa? Mà anh trước cái anh trách tôi và mẹ anh nói tôi đó, anh phải coi lại sao anh giao thiệp với thằng Quyết Ngọc. Anh để nó nghe lén và đọc lén tôi nói chuyện với anh vậy. Tôi đâu phải con nít mà ăn là tốt ngày đi mét phụ huynh hay là mét anh. Tôi có rảnh, tôi làm đúng cái sự thông minh của tôi. Khi tôi nói chuyện với người yêu của tôi, đàn ông của tôi, có một con chó mà nó nghe lén, tiểu nhân nó đọc vào trong cái BM, là tôi phải sực cái mặt. Mà tôi muốn sực cái mặt đó là nó chỉ cách là tôi và anh và mẹ anh mất lòng, là tôi cứ ngay bà mẹ anh là tôi chửi. Nó rất khoái. Tại cái mục tiêu của nó là tách tôi và anh ra, chứ phải mẹ anh. Bởi vì bà trước sau gì cũng ra đi bán muối, bà lớn tuổi rồi, nó ngồi nó canh cha mẹ Ngọc Sơn lớn tuổi. Cũng chết thì còn ai nắm gia tài, anh thì không biết khôn ngoan giữ tiền giữ của mẹ giữ giùm. Cứ sơ hở khoe khoác lác nó để ý. Nó hốt tiền anh bao nhiêu lần rồi. Anh cả kể cho tôi nghe nó lấy tiền của anh đi đánh bài. Tiền sân rung rồi sau này hốt đẹp 13. Hốt đẹp 13 Việt Kiều Mỹ đó chơi bao thoát gặp tôi cũng kể. Lấy tiền anh rất nhiều gài gạt anh đi đánh bài. Xài dữ lắm anh mới dẹp anh đuổi nó. Nếu anh nghe lời tôi, nếu anh chịu bên cạnh tôi, anh đâu có bị nó gạt và lợi dụng. Vậy mà bà mẹ anh vẫn cho nó vô nhà tiếp. Ở bao thoát tôi phải chửi cha mắng mẹ anh đừng vô để người ta gạt lợi dụng anh. Ở ngoài đời tôi phải dùng cái chửi của tôi để trấn áp thằng Quỷ Ngọc vô nhà anh giật. Nhưng mà cuối cùng tôi thua một bà mẹ của anh cổng răng cắt ra nhà. Hôm nay tuy bà chết, bà gì bà có tuổi, bà qua đời, bà tới số tôi chia buồn, nhưng mà cũng là cái mừng cho Ngọc Sơn anh để giải quyết chuyện chúng ta. Bởi bà cứ kè kè với anh suốt đời vậy, cái gì riêng tư của anh ba đối với chị ba này. Nói một câu công bằng giữa chúng ta đó Ngọc Sơn. Bởi vì anh không muốn gặp thằng Quý Ngọc, bà mở cửa cho thằng Quý Ngọc vô nhà. Không lẽ anh đuổi thằng Quý Ngọc? Không lẽ giữa tiệc tùng anh đuổi nó? Rồi nó lại lợi dụng sự chụp hình chụp ảnh. Anh thấy không? Nó đánh tâm lý, không phải chụp hình với anh mà chụp với mẹ anh. Nó câu ở bên cái Facebook. Mấy tháng nay tôi lên sầm ở trên cái YouTube, tôi nhắc nhở anh cái địa chỉ nhà của anh, nó câu. Nó câu nó mở Facebook của nó. Nên bây giờ nó lấy xuống rồi, nó lập Facebook mới, nó lấy hình mẹ anh để nó lung lạc cái tình yêu anh, yêu mẹ anh, để có cái mối quan hệ để cho anh nghĩ nó hiếu thảo để nó bước vô nhà anh lại. Nhưng mà thằng Quý Ngọc nó bước vô là cái túi tiền của anh và cái tài sản của anh. Đó là thằng em Tư.
tôi không biết anh có ngu tới mức độ ra pháp lý nó và những đứa con nuôi của anh chưa. Để tôi nói chuyện với Ngọc Hải, Ngọc Hà và chị Hiền. Tôi ở bên Mỹ này, tôi bệnh tật, tôi nghèo, tôi tự trọng. Năm xưa hai mẹ con nói nghèo không quan trọng, bệnh tật, bất hạnh không quan trọng, lòng thành là trên tất cả. Bà cụ kêu rằng tôi là chữ hiếu. Mẹ anh biểu tôi có hiếu mà mẹ anh giao thiệp với thằng Quý Ngọc. Rồi nó bắt qua mẹ anh chửi tôi là con đĩ và sỉ nhục tôi. Nó còn kêu nhạo và nó phát tốn, nó cười nhạo tôi, một người của công chúng. Còn là người yêu và chị ba của anh, người yêu của anh. Cái chị ba này tôi giúp anh mặt mũi tại online. Tôi hạ mình xuống cho anh ngồi trên đầu tôi để anh có cái anh ba chị ba. Rồi anh và mẹ anh cùng thằng Quý Ngọc để làm nhục. Anh không làm nhục tôi trực tiếp, nhưng anh mở cửa và anh giao thiệp với nó. Anh chụp hình, quay phim, anh to rồi. Anh cặp đẻ, cặp bè với nó và mẹ anh và anh đúng với tôi mà Ngọc Sơn. Anh tưởng rằng cái báo tốt đó, ế tôi không lật lật thế cờ ở đây. Tôi là người lập lên lịch sử báo tốt. Nếu muốn tôi làm lại 1000 khách như bình thường, tôi lật lại báo tốt rần rần lại như ngày xưa. Tôi không bao giờ là một người thất bại. Tôi có thể làm lại lịch sử báo tốt một lần nữa, nhưng tôi không làm. Tôi thề tôi không làm, mà tôi chỉ có trả thù, trả hận, trả oán. Tôi dạy được con chó của tôi nuôi đâu mắc mới gì tới anh đâu Ngọc Sơn. Năm xưa anh bay ra anh làm cái tôi, anh làm đại ca, anh thể hiện. Anh tự xước, tự phong rồi anh tự không thèm tôi, anh thể hiện anh hiếu thảo với cha mẹ anh. Anh không thể cưới một người phụ nữ đụng chạm gia đình anh, phụ huynh của anh. Mà anh không biết rằng đằng sau cánh gà anh cặp con bé Ngọc, tôi gặp bạn gái anh. Mà tôi bệnh tật nghèo, tôi gần nhập giải phẫu nhập viện, tôi nhường anh cho Ngọc. Mà tôi mượn mẹ anh để hai đứa mình có một cái ngăn cách. Chỉ một cái rất đơn giản tôi giúp anh. Một chị ba cao thượng anh không biết. Anh một thằng tiểu dân thật dục, một thằng mặt vái, một thằng hèn. Anh chỉ vô mặt tôi, anh sốc sự trơ đẹp, anh phí và anh sửa lưng tôi. Mà anh rất là không biết điều một chỗ, chỗ cộng đồng online. Chỗ toàn là tiểu dân đánh phá tôi, anh lấy cái tôi của anh. Anh chỉ vào con đàn bà sự mà anh chưa quen được tôi ngày nào. Tôi chỉ mới lịch sự bước qua phòng anh bên cạnh anh. Từ ngày tôi bước bên cạnh anh cho tới hôm nay 14 năm Ngọc Sơn đã làm gì cho tôi vinh quang. Hôm nay sau 14 năm khi anh lên sự nghiệp thì mẹ anh được hưởng thụ vinh quang, lên hình lên ảnh thằng Quý Ngọc. Chạy về Việt Nam vô nhà tiếp. Những cô gái online, những người anh giao thiệp, các Việt kiều Việt Nam trong ngoài nước. Con nuôi em nuôi tất cả, chỉ có tôi cai đắng ở đây. Là một con táo anh vứt đi, anh không thèm ngay mặt tôi. Khi nào anh cần báo thoát thì anh tới với tôi, anh ba chị ba. Anh sử dụng thằng Quý Ngọc gọi tôi. Tôi không biết cái loại tình yêu mà người yêu anh kiếm trong đời là gì. Anh thật là ích kỷ và vô lễ. Anh thật là khốn nạn và dã man. Anh thật là máu lạnh không nghĩa tình. Anh rất là thất đức. Anh thất đức là do mẹ anh đào tạo anh. Anh do những cái xì ke lắc liếc trong người anh mà ra. Năm xưa trên điện thoại anh kêu giữ làm tình bạn, thôi đừng về gặp. Lỡ anh có sơ ý gì đó, tôi biết anh đang nghiện xì ke. Thằng Quý Ngọc chơi anh. Vì tôi là người ở trong trong máu, có một cái căn bề trên cho tôi đồ biết hết giác quan thứ sáu. Tôi đi theo anh 14 năm, không phải tôi yêu anh đơn phương, mà vì thằng Quý Ngọc rất anh tôi biết. Nó khoe với tôi ngay mặt, nó cướp gia tài anh cho tôi coi mà. Hôm nay sau 14 năm có chắc nó không cướp không? Tôi ngồi đây trong video này tôi chịu trách nhiệm về pháp lý. Tôi không du khống ai. Tôi đang ôn lại chuyện xưa để giải quyết cái mối tình của chúng ta. Tôi đứng tránh lại giữa công chúng là anh là người thích tôi đơn phương, nhưng vì tôi bệnh tật kèo. Tôi tự trọng để cho anh quen người khác, anh hiểu lầm tôi một thời gian xưa. Mới có một cái sự làm sống, họ đã hiểu lầm nhau vì tôi là người nổi tiếng. Chứ phải anh. Họ mới sử dụng anh là cái sự làm nhục tôi, rồi thằng Quý Ngọc ăn theo làm nhục tôi. Còn bà mẹ của anh cũng vậy. Bà mẹ ăn theo anh không chịu lấy vợ và bà mẹ. Với anh ăn rơi nhau, làm khó tôi. Bà thích tôi làm dâu, nhưng mà bắt tôi phải chịu anh. Vì những cái hư của anh, vì anh chơi với thằng Quý Ngọc. Mà thằng Quý Ngọc điều khiển anh và mẹ anh làm sao tôi chấp nhận. Với tư cách là một người yêu, một con dâu dù thật giả,
dù chị ba cho mượn, chị ba quân tử, chị ba ga lăng, chị ba giúp tình người hay chị ba yêu thật cũng là chị ba. Tôi đâu thể để cho anh và mẹ bị ăn hiếp. Mà bây giờ mẹ con anh mù quáng trong cái dòng lẫn quẩn thằng Quý Ngọc đã điều khiển, làm sao bây giờ? Tôi là một người thấp cổ bé miệng, không có tiền làm ra ở xa. Tôi chỉ còn dùng cái miệng, tôi dùng cái miệng mạ nhân giáo nhân. Tôi bắt chẹt cái chuyện bà lấy tiền của tôi lo cho anh mà anh không chịu gả tôi chứ biết làm sao. Tôi làm ơn mắt quán, tôi giúp bà coi sóc thằng con, tôi bảo vệ an ninh hai mẹ con và cái nhà bên Việt Nam. Bà không biết, bà không hiểu cái nỗi lòng tôi tốt bụng. Bà mở cửa cho thằng Quý Ngọc vô nhà, kêu tôi điện thoại về, bà nói là bây giờ tiệc tùng nó nhào vô, không lẽ giữa đám đông đuổi nó thì thôi kệ. Bà nói với tôi như vậy đó, nó sử dụng hình mà nó đi để là mẫu thân mẹ này kia. Tôi chưa bao giờ ghét thằng Quý Ngọc, tự nó kiếm chuyện nó hại tôi, mà tôi chả có cái gì để giao thiệp. Hay cả những người Ngọc Sơn giao thiệp tại báo tốt, những phòng giang hồ không mắc bớt gì tới tôi. Trong tình cảm nam nữ, tôi chỉ biết thằng đàn ông của tôi và Ngọc Sơn với tôi thôi. Nếu tôi chấp nhận anh phải biết điều với tôi thì tôi mới biết điều với anh. Anh phải biết điều với tôi rồi người nhà anh phải tôn trọng tôi, thì tôi mới tôn trọng lại cha mẹ và người nhà của anh. Không phải mẹ của anh lấy tiền của tôi đâu, bà độc ác quá Quý Ngọc, bà lấy tiền Quý Ngọc, bà xỏ lá ngay mặt tôi, bà bỉ mặt tôi, bà coi tôi như một trò hề không biết gì. Ngay mặt tôi nhắc tới con bé Ngọc, bà nói chuyện tỉnh queo ngay mặt tôi về con Ngọc. Còn anh ở trong bao tót, anh nhảy vô họng tôi, anh gạt ngang con Ngọc chỉ là một người nhân viên, anh trả lương đàng hoàng cho cô ta. Vậy anh ôm ấp hình hai người với nhau đó, anh nói còn thân hơn là cái con Như Quỳnh, anh nửa người anh còn thân hơn là cái con bé mà học trò nữa. Làm show để lên video, con bé học trò của anh đó, nó đâu có nghĩ nó học trò, nó nghĩ nó vô nó gầm gây mẹ cho nó sắp gả cho nó mới có hứng đúng không. Hỏi nó thử coi, bây giờ nó vô nó gặp tôi là nó xìu, nó nghe được cái gì giữa tôi và anh. Hoặc có thể nó tiểu nhân, nó đấm thọt để tôi và anh đấm đá, thì giống như mấy em ngày xưa cũng một thời bị anh gạt vô, nhưng cuối cùng anh không ở nha. Cuối cùng anh không lấy, anh chỉ biết cái tôi Ngọc Sơn của anh. Bây giờ cái ý của tôi, anh thông minh mà Ngọc Sơn, một là anh ba chị ba tiếp, để có những chương trình sắp tới anh phải tôn trọng xin lỗi tôi và rõ ràng ra cùng với nhau. Hai là tôi cấm anh không được mượn tên tuổi tôi với thằng Quý Ngọc và những người anh giao thiệp để xúc phạm tôi. Bởi vì nếu mà xúc phạm tôi mà tuyệt tình tuyệt giao thì tôi phải làm ra tới pháp lý. Hay xúc phạm tới tôi thì bây giờ có luật mạng. Tôi không cho bôi nhục hình tượng chị ba này. Tôi giúp anh trong lúc anh gặp nạn, lúc anh chưa lên lại sự nghiệp. Tôi giúp anh khi anh thất thế xa cơ mất rung. Tôi giúp anh khi anh chưa có lại thời thế. Tôi giúp anh cái anh tổn thương một mình còn một người bạn. Tôi giúp anh vì anh là một người tội nghiệp, bị cướp rum, bị ăn hiếp, bị cùng đường còn chỗ giữa tinh thần. Tôi giúp anh vì một chữ nhân quân tử, chứ tôi không phải là một người để anh làm nhục và coi thường. Anh hiểu không mẹ? Xin lỗi là Ngọc Sơn anh. Còn bà lo mẹ của anh cũng vậy. Bà dắt dắt cho cái điện thoại, mà bà quên là cái điện thoại tôi trả tiền bệnh tật về bà mới gặp được tôi. Mà ở đâu bà gặp được tôi là do anh. Tôi giao thiệp với anh, hai ngôi sao, hai con người trong câu chuyện bà mới được gặp tôi. Thằng Quý Ngọc nói chuyện được với tôi là nhờ anh, không qua anh nó không nói chuyện được với tôi. Mẹ anh hay anh cả hay cái bao thoát cũng vậy, hiểu không? Cái lê bồ đẳng cấp của một tôi, một người nổi tiếng, thằng Ngọc Sơn anh ba nói chuyện được với chị ba này là do tôi cho anh mới được, chứ không phải anh cho tôi mà được, có đúng không? Rõ ràng ở ngoài đời cái nhà của anh, tôi đến Việt Nam tôi đi ngang qua, chị ba ở Mỹ mà đi công chuyện nhà về mà không ghé thì anh ba nhục, anh ba mất mặt. Vì anh và thằng Quý Ngọc làm cái game rất mất dạy khốn nạn, là tôi bị vứt bỏ không thèm. Hay là một con yêu anh đơn phương to to đi theo anh, thì nếu chị ba không ghé nhà anh ba thì anh mang nhục. Còn tôi ghé nhà thì anh và thằng Quý Ngọc làm nhục tôi và mẹ anh. Anh để tôi đứng ở ngoài đường, anh tiếp thằng Quý Ngọc và mẹ tiếp thằng Quý Ngọc hai lần chứ không phải một lần. Hả Ngọc Sơn, thì hôm nay cái chết của mẹ con anh, xin lỗi mẹ anh và anh,
bị cách ly mỗi một chỗ, anh có thấy bị trời trả báo, bị nghiệt quật hả cưng? Em hỏi anh đúng không? Em ở đây em chỉ cho cái sai, anh thấy anh gieo nghiệp nào anh gặt quả đó. Hai lần anh để tôi đứng ngoài đường, anh chỉ biết thằng Quý Ngọc. Anh vô lễ, anh trâu cái bao thuốc, người ta cười nhạo và sỉ nhục vào tôi một người đến để giúp anh. Thời gian xưa chúng ta lục đục đâu có quen nhau. Anh nửa thật nửa giả, anh câu tôi làm người yêu của anh. Tôi chỉ được làm người yêu tại bao thoát cho anh vinh quang. Chứ còn bây giờ hỏi ra nhiều người té tụi không biết tôi lại. Người ta tưởng tôi bị khùng. Người ta thấy tôi sống tiền bệnh tật, người ta hùa theo để sỉ nhục tôi. Khi người ta làm anh tổn thương, tôi ngồi đây đau lòng vì tôi là người quân tử có trái tim từ bi của một người phụ nữ. Thử hỏi Ngọc Sơn, khi người ta chà đạp chửi tôi gần bao nhiêu năm qua, trái tim anh ở đâu của một con người mà anh gọi rằng anh từ bi, anh ăn chay, anh niệm Phật, anh đeo tượng, anh thả chim, anh với mẹ anh thả chim cho người ta coi. Thằng Quý Ngọc sĩ chồng tôi, anh cho vô nhà, mẹ cho vô nhà. Bao nhiêu người trên bóng thuốc chửi vào tôi người bệnh tật, anh cho hết vô nhà. Để anh lấy cái tôi rồi anh gồng lên, anh là đại ca số 1 trùm. Anh là quyền lực tối cao. Mà những người đa số vô nhà anh cũng có một số người quen biết tôi, cũng một thời ngồi với tôi tại phòng của tôi tại bao thuốc. Hoặc tôi qua giúp họ, không có thằng nào con nào tôi không giúp. Tôi không nói vấn đề anh làm trùm bao thuốc, làm cha làm mẹ người ta. Anh có tham vọng quyền lực là anh sai đâu Ngọc Sơn. Mà cái tôi nói chuyện tình yêu, anh dán ghét tôi làm giống một con nô lệ. Anh không có một kg nào tôi trong mắt anh và mẹ. Như mẹ của anh muốn cưới dâu, bà phải làm sao cho con gái người ta có cảm tình với con trai bà và bà. Người ta có cảm tình, người ta mến, người ta muốn gả cái đó. Người ta chịu gả, chịu quen đó. Quen còn chưa có lấy đâu mà gả, mà gả còn chưa có lấy đâu nhà chồng, mà không phải nhà chồng lấy đâu chữ hiếu. Anh vô anh bay vô mặt tôi một cái, anh kêu tôi phải có hiếu với mẹ. Anh không biết mẹ anh ở đâu méo tròn, chỉ biết một người thủ quỹ tôi đưa tiền về. Tôi thề ngày xưa tôi không biết bà là ai, tôi chỉ gọi nghe tiếng bà. Rồi tôi đưa tiền tôi lo cho Ngọc Sơn. Rồi vì anh lục đục với tôi cuối cùng không quen, mà tôi vẫn ga lăng cho tiền tiếp và cho quà tới Việt Nam, bánh kem. Tôi nói đây không phải tôi kể công, mà tôi đang giải quyết cho Ngọc Sơn, anh và tôi, cái mối tình của chúng ta. Chuyện của tôi và anh, chuyện của anh và thằng Quý Ngọc, chuyện của mẹ anh và tôi, còn giữa tôi và thằng Quý Ngọc đâu mắc mớ nhau. Cái nào ra cái đó, tôi với anh và anh với tôi đâu mắc. Anh phải biết anh ở đâu và chút đúng là như vậy đúng không? Mà nói cho cùng, từ lúc chúng ta phát gạo lên báo chí, nở mặt nở mày live show bây giờ là một cái lịch sử huyền thoại bao thọt. Mỗi lần nhắc tới câu chuyện tình của tôi với anh, nhưng mà có một cái điều là tôi buồn 5 phút là anh quá hèn, anh quá ích kỷ, quá độc ác và tham lam. Chị ba cho anh tất cả vinh quang, nhưng anh chỉ biết câm cái miệng là ăn một mình, sướng một mình. Khi anh lên lại sự nghiệp, anh ở trong Việt Nam, anh ôm con này con kia, anh đụng tới cái chị ba này của tôi. Và cái live show tôi cho anh, anh gặp những người trên bao thoát, anh tung tăng, anh hôm nay anh sung sướng, anh thoải mái là do tôi cho anh hết, đúng không? Tôi cứu anh, tôi vớt anh lên, tôi cho anh like số bình chát. Anh tư cách một người yêu của tôi rồi, anh không thèm tôi nè, anh sung sướng. Còn ngày xưa anh là một thằng ca sĩ quèn, anh hết thời. Anh không có chỗ đứng trong xã hội hay showbiz ở trong nhà. Thằng Quý Ngọc nó coi thường, anh chả là một cái gì trong xã hội. Anh ngồi online người ta kêu Ngọc Sơn biến thái này, Ngọc Sơn kia. Anh chơi với một thằng Quý Ngọc làm một thằng đệ tử, thằng bạn, thằng em út. Ngồi room A nó phá nát, nó đi ăn cắp đít. Chủ room nó biết anh là một người bị đuổi ra khỏi room với nó. Vì chủ room A, room mà gái mà anh ngồi với nó coi, người ta mét, người ta qua kể, tôi thằng Quý Ngọc ăn cắp đít chủ room quậy người ta tầm lum. Rồi cuối cùng nó dụ anh, nó kéo anh qua mở cái room giang hồ với nó. Rồi qua mở cái rung giang hồ, cái nó nhắc vào tôi có giá trị lợi dụng. Nó gài tôi qua, nó gài anh. Anh tỏ tình, nó câu anh với tôi và nó làm đủ trò giữa tôi và anh. Nó tung địa chỉ nhà của tôi. Nó khống chế điện thoại tới email của anh. Tất cả một thằng Quý Ngọc, một con quỷ hiện hình trong nhà anh. Mà em ruột anh không ai để ý. Chị ruột của anh chả cần biết anh.
hay dòng họ bà con nội ngoại, ngay cả mẹ ruột anh tại nhà anh. Một người tội nghiệp đáng thương là ba anh nằm ở đó không biết gì, mẹ anh già yếu nghe nịnh 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 không biết gì, tài khôn tài lanh cái miệng cách lên làm giọng thái hậu gây mày. Hai mẹ con tài khôn tài lanh khôn nhà dạy chợ, nó vô nó tận nhà nó cướp gia tài, nó chửi cái mặt nó ăn mà nó vừa chửi ngu, nó còn cười vô mặt hai mẹ con anh là chia rẽ tôi được với anh, còn tôi cố gắng níu kéo giữ lấy cái sự quan hệ đẹp. Con anh là tối là làm nhục tôi với mẹ anh, làm khó tôi làm dâu làm vợ, mà làm dâu nào trên bao thoát, làm vợ nào trên giang hồ bao thoát và xã hội. Anh không công nhận tôi ngoài xã hội, tôi làm gì làm dâu nhà anh hả? Dù lấy ông anh đã làm gì xứng đáng và anh đã làm gì cho chị ba này? Anh tưởng anh quăng ra anh là cái thằng đàn ông, cái anh có make in nhà giàu, anh đại ca gì, anh đại gia, cái là tôi nhào đầu cắm cổ ra nè. Anh giàu cỡ nào sao mẹ anh phải rửa tay lấy tiền tôi bệnh tật? Anh giàu cỡ nào sao anh phải lợi dụng tôi, quà bánh của tôi để anh đăng báo cho sản phẩm nhạc của anh? Mỗi lần anh cần là anh kêu thằng Quý Ngọc dụ tôi vô. Chị ba nội, chị ba kia, anh giàu ở đâu ra? Anh giàu đâu mà anh ngồi anh hốt khách toàn những người chửi bảo tôi anh giàu quá. Anh có cần phải đi ăn mài với con chó của chị ba này, chửi vào chị ba để anh làm đại ca hả cưng? Anh nói em nghe, anh là thằng đàn ông của tôi, anh bước qua đường anh phải để anh bước ra đời, anh bước ra đường, anh bước lên xã hội online vậy ở đâu, anh phải để tôi để nở mặt nở mày. Mỗi lần người ta nhắc tới anh ba là chị ba này phải có một cái sự hãnh diện, chứ không phải một sự nhục nhã. Anh cũng nói gì, đừng nói là chị ba này mà những cô gái, những người nạn nhân, bao nhiêu người phụ nữ hay là những người online là nạn nhân của cái đám giang hồ xã hội đen. Anh mặc kệ, anh không cần biết, anh chỉ biết anh và mở cửa hết cho vô Việt Nam anh tiếp, để anh có cái tôi anh trùm danh sướng. Nếu cái có tôm này sống ích kỷ đó Ngọc Sơn anh, thì hai đứa mình có nhau mặc kệ. Khi tôi xuất hiện trong cái phòng MTV của anh mặc kệ, hay cái bao thoát nhưng tôi không thấy được. Hai ba lần chúng ta có nhau nhưng tôi phải bắt buộc, không được. Phụ nữ khác với tới anh nhào vào, vô đạo đức vô cảm thì mới hùa theo sự máu lạnh của anh và mẹ anh. Tôi ngồi đấy tôi để ý thằng Quý Ngọc mẹ anh phát ra, bàn ra đừng nhắc tới người ta thù ghét tôi. Bà biết chi tới anh đâu Ngọc Sơn, anh là người tội nghiệp nhất. Tôi đụng chạm anh tôi chịu kêu dòng họ anh bên nội bên ngoại. Để hôm nay một trái tóc thơm chị ba Ngọc Sơn, chị ba người yêu này của anh, tôi xử cho anh. Tôi không sợ miệng ai đâu, kể cái nhà của anh có gả cưới hay không tôi cũng làm chị ba 14 năm với nhau rồi, đúng không Ngọc Sơn? Tôi đâu sợ thằng Quý Ngọc và mẹ anh. Bà là cái gì? Bà không có anh bà có được cái gì? Hôm nay tôi nghe trên báo chí tôi mới đọc sơ sơ chứ tôi chưa đọc kỹ. Mẹ anh qua đời, em trai anh lo, tốt, nuôi từ nhỏ tới lớn rồi, phụ anh chứ. Cái gì cũng bắt Ngọc Sơn gồng à? Phải để cho Ngọc Sơn thở chứ, yên tĩnh chứ. Em mà phải lo chứ, mỗi người một chút, bắt thằng anh lo hả? Từ từ tôi sẽ tính sổ từng thằng từng con, tiền chi tiêu lo cho mẹ, tỉnh biêu ra chia 4, chia 7, chia 3. Còn tới nhà người nổi tiếng của Ngọc Sơn, của anh ba, chị ba này, câu like, câu view, đóng tiền cachet, đóng tiền bài mà kêu bằng quay phim, chụp hình, quảng cáo bản thân. Tôi sẽ hỏi là chị Hiền và Ngọc Hải, Ngọc Hà nay mai, là anh có gu si chưa? Anh đem đá cái đám ruồi bu kiến đậu vô, anh phong cho làm con nuôi em nuôi là anh giống tôi giúp thì được. Nhưng đừng bao giờ làm cái trò mà đi ký giấy hợp pháp mà nhận làm thật trong nhà. Hiểu chưa? Thời gian mới biết được đứa nào tốt với anh, rồi lúc đó rồi tính. Vì tụi nó chỉ nhìn vào cái nhà và tài sản, nó nghe hù hùng hồn nhà anh giàu, có biết cái giá tài khủng giống như Quý Ngọc. Khủng ở đâu thì tôi không thấy, nhưng anh lo hết cha rồi lo hết mẹ còn đâu nữa. Rồi cái bao thốt rồi thằng Quý Ngọc nó bòn của anh bao nhiêu nó xài những năm qua, mà tôi không làm giữ anh còn mất bao nhiêu tiền hả Ngọc Sơn? Tôi thà mất đồng mẹ anh, tôi chửi cha mắng mẹ tôi mượn bà cụ để nhà anh không mất một cách. Rồi mà anh lại mở cửa vô nhà bên đó, bà Long lại mở cửa cho nó vào. Tôi không biết nó có mất gì của anh bên Việt Nam sao tôi biết được.
tôi cứu, đằng này tôi trận cho má, thì đằng kia anh tự làm khó ăn chứ ai, tự anh cắm đầu vô những cái đứa xúc phạm. Hết thằng Quý Ngọc, bây giờ tới cái thằng Quách Tân, dù chó đẻ tiền thì tôi không nghĩ nó móc anh, nhận nó móc giả, nó móc danh anh. Thằng chó chết Quýnh Tân Du này, em không muốn thấy cái mặt đó nha Ngọc Sơn. Anh cưng, anh biết em, anh biết tôi không bao giờ lên tiếng, mà tôi lên tiếng là phải có chuyện. Thằng chó chết đó đừng để tôi gặp ở Việt Nam, tôi nói trước đó nha chứ. Thằng chó đẻ Quách Tân Du á, tôi tuyên hồn báo danh đó nha chứ. Ngọc Sơn anh thấy không, tôi thà là vứt anh ra và mẹ anh tôi không nói tới để trị một thằng Quý Ngọc hôm nay 10 năm giữa chúng ta ở bên trong. Tôi đặt bánh kem đề thơ, tôi ói từng bận máu, tôi bút vé 2 lần tới, tôi cố tình tôi tát cho bảy mặt thằng Quý Ngọc. Tôi làm cái chị ba này, tôi trị dùm cho mẹ con anh suốt gần 14 năm trời bên cạnh anh. Anh nghĩ một thằng Quách Tấn Vô tôi tát gãy răng nó được. Đừng ra vô cái nhà của tôi 10A xương người ánh của mình đó nha Ngọc Sơn anh cưng. Anh đuổi nó ra cho em. Thằng chó đẻ đó tôi không ưa đó. Khi anh mà rớt xuống, anh bị cha mất, ba anh qua đời, anh còn xương với da. Tôi lính quýnh không biết kiếm anh đâu, tôi giận anh tôi không giao thiệp, không qua lại lâu rồi. Nhưng dù sao nó thằng giao thiệp đồng nghiệp qua lại trong nhà anh, thì làm gì nó không biết email của anh. Tôi hỏi nó nông trò. Mà khi tôi về live show 2012, tôi nhớ nó cầm cái điện thoại nó thâu. Khi tôi giữa nhà tôi đang mệt gần chết đuối, tôi muốn xỉu làm video. Video là để kỷ niệm cho anh nở mặt nở mày. Video để có một cái chỗ đứng trên bao thoát giữa chúng ta, tạo mối quan hệ tranh cho sự nghiệp của anh. Để đưa anh lên, tôi cực khổ tôi đến Việt Nam. Anh không tiếp tôi, anh lạnh nhạt, anh kênh kiệu, anh để tôi một mình solo rất mệt. Tôi ráng mà tôi mướn người tới quay phim. Tôi bị người ta làm tiền, tới bây giờ video cũng không chung qua Mỹ cho đàng hoàng. Cái gốc của tôi nữa, giật của tôi hết, rất là đau lòng. Tôi nói với anh đó Ngọc Sơn, tôi chỉ có chửi và tức. Anh rất là mất dạy cho cháu tóc thơm này. Anh không có ra con người để tôi kể cho tất cả những người ta biết những gì tôi làm. Ai sợ mất anh lấy vợ lấy dâu gì đó, tôi không cần. Anh bạc bẽo, anh hư hỏng. Dù một cái tình bán tình người, anh rất là ích kỷ. Rồi từ anh, những người xung quanh anh rất là bất dạy với tôi. Anh chỉ biết có anh thôi. Hãy thuận anh thì sống, nghịch anh thì anh không ưa. Mẹ anh cũng vậy. Tôi làm gì mẹ anh không ưa tôi. Chẳng qua tôi không cho tiền nịnh bà, hối lộ bà là cùng. Vì tôi nghèo, tôi sống tiền bệnh tật, bà không mặn mà thôi. Lúc đầu bà tưởng dễ ăn, bà móc bóp, sau đó bà thấy tôi làm dữ. Tôi không phải làm dữ tiền bạc mà tôi trị thằng Quý Ngọc kìa. Tôi không cho mẹ con anh tiền mặt, nhưng tôi cho anh cái cộng đồng chỗ đứng. Tôi cho anh danh dự 14 năm tuổi xuân của tôi, biết bao nhiêu cực khổ. Anh nở mặt nở mày, bao nhiêu quyền lợi đem về cho mẹ con anh và thằng Quý Ngọc chia nhau. Cho tới bây giờ và lịch sử cuộc đời này, cái danh dự của một con người, cho anh cái niềm tin sức sống, cho anh cái tương lai ngày mai, cho anh cái 14 năm sau của một chị ba hy sinh này. Tôi cho anh lớn là cái sự nghiệp trong nhà anh. Bây giờ anh đi tới đâu, anh qua cái YouTube, anh quăng một cái video, anh thấy không? 12 triệu view, bao nhiêu triệu view? Mấy chục ngàn, mấy trăm ngàn view. Còn khi anh ngồi, anh với thằng Quý Ngọc cứ níu kéo cái bao thóc, cứ giang hồ, giang mai sốc hào. Anh qua anh lập cái Facebook, không tới 3.000 người theo dõi. Sập thì chả có ai sập. Anh cứ ngồi đó nghe lời thằng Quý Ngọc cắm cổ là phải giang hồ. Mà tôi lập rung đàng hoàng thì anh không chịu. Anh thật là vô lễ hư hụng. Rồi bây giờ anh hối hận. Anh hối hận ở Việt Nam. Anh không biết gặp tôi anh xin lỗi để có nhau. Đời là người ngắn ngủi, còn bao nhiêu nữa đâu, trở về với các bụi. Tôi mở cho anh một con đường để anh sám hối và xin lỗi để chị ba anh ba có nhau. Tại cái bao thoát tôi đang dẫn trên con đường của tôi chinh chiến mà. Nó giống như Tam Quốc diễn nghĩa thì nó là trái tóc thơm diễn nghĩa. Tôi dùng trái tóc thơm binh pháp. Tôi trị thiên hạ, tôi đấu với thiểu dân và mất dạy chó của tôi nuôi. Tôi cho rum là tôi thật lòng, tôi thương tôi quý. Tôi đưa anh lên là thật lòng. Tôi giúp anh là thật lòng, cái gì cũng thật. Chỉ có một cái không thật là tôi không yêu anh đơn phương. Vì anh từ đầu tới cuối anh là người yêu của tôi, tại sao tôi phải yêu anh đơn phương để anh coi thường tôi? Chỉ có một cái đó là giữa chúng ta không đúng.
nó không đúng trước quần chúng của tôi và anh và của mẹ, anh và gia đình anh, là mình phải sửa lại. Tôi không phải người thích anh đơn phương, tôi không phải người ăn mài lụy tình anh, mà tôi làm từ thiện, tôi làm phước, tôi giúp anh. Tôi là người của công chúng, tôi người nổi tiếng có uy tín, tôi đưa anh lên, tôi đưa anh lên, tôi giúp, tôi làm phước, tôi cho anh làm anh ba chị ba cho mượn, chứ không phải tôi là cái con ăn mày làm chị ba anh ba để anh sử dụng tôi. Tôi làm chị ba của anh tại cái room MTV có mấy ngày, anh nói lời chia tay, anh hất khủi và đuổi xua tôi với anh và thằng Quý Ngọc sử dụng tôi bao nhiêu lần, kéo dài từ lúc biết nhau cho tới 5 năm sau. Thành ra cái chị ba của anh sỉ nhục tôi là của giới giang hồ mất dạy của anh. Những người giao thiệp không mắc mới gì. Cái chị ba cao thủ của cả cái cộng đồng bao tốt, của hải ngoại cấp 4 biển Nam Châu của tôi cho anh. Nó khác. Cái live show của chị ba cho anh ba là món quà sinh nhật trân trọng anh ở cái tình bạn, tình tri kỷ với anh, của một chị ba quân tử tình yêu nam nữ. Bệnh tật không tới được nên giúp anh, cho anh một cái cơ hội và một cái vinh dự. Tôi đến Việt Nam là tôi giải thích cho anh về hiểu lầm nha. Vì năm xưa khác giọng rồng kéo bạn gái anh gặp tôi bằng cái vôi chát tiếng nói với nhau trong PM. Rồi tôi gặp cô gái đó, rồi tôi gặp hình, rồi tôi điện về gặp cô ta, rồi anh lạnh nhạt với tôi nên tôi bắt buộc phải có tự trọng về trong nhà. Tình hình online cấp bách anh trong nguy cập. Những căn phòng online anh mở mỗi lần với thằng Quý Ngọc đều có dân chống cộng. Mà dân chống cộng là cái sự mà chính trị nguy hiểm cho nghề ca sĩ, nhạc sĩ của anh. Có nói gì anh cũng là người ở trong Việt Nam, thằng Quý Ngọc có gì về lại Mỹ. Những người ngồi trong phòng anh đa số 99% thời gian xưa là ở hải ngoại, chứ không có bao nhiêu người ở Việt Nam. Việt Nam mà dân tộc không ưa anh mà đa số dân chống cộng. Anh vô tình 13 chị Mỹ Kiều chống cộng, Lisa Phạm là beo sao cũng chống cộng, biết bao nhiêu thằng F17 bên chống cộng qua. Thằng Quý Ngọc đó biết gì tới anh, biết bao nhiêu người chống cộng, và thậm chí cái phòng của Ngọc Sơn dùng điện thoại gọi ngay đồn công an chửi người ta và phạt anh và thằng Quý Ngọc ở đâu. Tôi ngồi ở đó rồi lôi tôi qua làm anh ba chị ba, bắt tôi nhập vào chịu chung với đám chống cộng phiền tôi. Tôi là một người còn có bà con dòng họ, tôi không thích chính trị, đụng chạm sao tôi về lại Mỹ. Tôi bắt buộc là tôi phải dùng cách làm sao để anh đi ra. Tôi không có cách nào hết. Anh lạnh nhạt, thằng Quý Ngọc hất hủi xúc phạm tôi, bên nít bên mái anh làm nhục tôi. Anh rất là mất dạy Ngọc Sơn cưng anh. Anh hiểu em nói không hả đi. Tôi đường đường là phu nhân, là người yêu của anh, là chị ba, là con dâu của cha mẹ anh. Coi mắt tôi không phải mấy con nào mà mất dạy trong đời của anh. Anh lên trên cái bằng truyền thông, anh đính chánh lại cho tôi là cái gì của anh, nghe chưa? Nghe chưa Ngọc Sơn? Anh để cho thằng Quý Ngọc thắng tôi và anh hả? Đừng nằm mơ. Anh đưởng ra đâu rằng cái bao thốt chó của tôi nuôi mà trên đầu tôi được hả? Dùng anh và tôi để chia rẽ, anh và tôi thắng được tôi. Chị ba này không phải cái lỗi đó. Ngày xưa anh cũng biết rằng tôi là một người rất thông minh hơn người một cái đầu. Sông có thể cạn, đá có thể mòn. Nhưng lịch sử online, cái giá trị con người cá tính của trái tóc thơm này, của chị ba này, của người yêu Ngọc Sơn này, tôi không thể nào mất mặt được và làm anh mất mặt được. Chị ba số 1 thì anh ba mới số 1. Chị ba cao cơ thì chị ba trên tất cả thì anh ngang hàng với tôi. Còn lúc chúng ta có nhau 10 năm về trước, khi phát gạo về một cái bao thuốc quèn có cái gì đâu mà chơi hả Ngọc Sơn cưng, anh khờ. Bây giờ mới là lúc chúng ta chơi nè. Bây giờ lúc chúng ta mới thể hiện cái tôi và cái quyền lực và sức mạnh. Ai hơn ai nè, trên cao chính bệ, anh hiểu chưa? Mà anh phải biết khôn, anh hợp tác với tôi. Mình phải làm lại tất cả, mình tát vô mặt đám chó cắn trụ cho nó biết một bài học, anh hiểu chưa? Tôi vẫn nói một câu cho anh biết, everything under control. Tôi không thể nào gặp anh được, mẹ anh cản mũi Kỳ Đà làm khó tôi. Anh với mẹ anh tối ngày to rập rồi quần quần cái thằng Quý Ngọc bên cạnh. Tôi mệt mỏi lắm, tôi có thì giờ nói chuyện tay đôi với mấy người. Tôi chỉ mượn cái miệng tôi và cái mẹ nhân với giáo nhân. Tôi trấn áp trước cái đã tôi cứu anh. Tôi đưa anh lên cái sự nghiệp thì bây giờ anh sướng. Bây giờ anh ba vời vợi rồi. Bây giờ anh ba đi tới đâu là tung hô vạn tuế. Những người từng coi thường anh bây giờ đâu dám, đúng không?
cho dù ghét anh cũng phải bỡ đích chào anh từ xa trong bao thoát chào đã đúng ông Ngọc Sơn cưng. Ở đâu anh có? Nói em nghe, nếu em không chửi anh ngày xưa, dùng mẹ anh giả cho thằng Quý Ngọc làm trời, làm dữ sao cái live show anh được ngày hôm nay? Anh với thằng Quý Ngọc bây giờ có tiếp tục giang hồ giang mai. Anh mở phòng anh thấy không? Cái bao thoát con tạo vần xoay nó ế. Nó ế thì tụi chống cộng có gì làm, nó móc anh ra. Nó móc anh ra để làm để tản đánh anh như ngày xưa. Rồi anh giao thiệt qua là cái thành phần chống cộng nó nhào vô trong những cái rung giang hồ. Anh ngồi đó anh bị cắm đầu văn Mỹ. Anh thông đồng anh cùng họ giao du. Mà ở Việt Nam chính trị rất là nhạy cảm. Thà ra hải ngoại làm gì làm. Thà anh ra nước ngoài anh ăn trên bay nhảy. Anh tuột quần, anh cởi áo, anh làm tình, anh quậy phá gì cũng được. Nhưng anh đang ở Việt Nam thuần phong mỹ tục. Chính anh ngu si, anh tạo cho anh cái thuần phong mỹ tục. Anh sống giả dối làm gì cho mệt chị Ngọc Sơn. Anh muốn cởi mở, anh muốn thoải mái, phóng túng, thoáng. Cái cách sống của mẹ con anh là hợp với nước ngoài mà anh ăn rồi ngu si. Còn tôi là một người thủ cụ nghinh tân, nhưng tôi là một người theo xưa thì nhiều. Tôi dùng cách của tôi đánh thiên hạ và làm chuyện của tôi. Nhưng tôi không có cá mè một lứa. Đỉ số kem, đỉ số tình dục, đỉ bán dâm mại dâm. Còn tôi ở trùn đánh mấy con đỉ nó dốc. Gái nhà lành ở trùn tán bể mặt dứt con đỉ mất dạy nó khác. Chị ba ở trùn đưa bộ phận sinh dục tán vào mặt dứt kẻ đầu. Đi đâm thọt mẹ con anh yêu tôi. Bởi ngày xưa anh cả nói với tôi, có người đâm thọt nói tôi lấy thằng nào để mấy đứa con qua làm đùm lum. Mà cái cách của anh cả nó tôi xin lỗi rất bệnh hoạn. Mà lúc đầu tôi không biết, tôi tưởng anh cả là người đàng hoàng hiền. Nhưng sao tôi để ý hình như anh cả không ưa chơi anh cho chết hay sao đó Ngọc Sơn. Anh cả đến với tôi là nói tặng 10 bàn tiệc sinh nhật cho anh. Nhưng mẹ anh bà cụ tâm sự là bán 10 bàn tiệc vì khai trương nhà hàng mới. Rồi nhà anh đặt tiệc, bà cụ lo cho anh là 20 bàn phần bà. Rồi phần anh cả là bán 10 bàn chứ không phải tặng phi chùa. Tôi mới ra tiền luôn, tôi bao ga lăng 30 bàn tiệc cho anh ba chị ba lo. Bằng tiền bệnh tật. Hiểu không? Chị ba không đi ra đường được vì lúc đó chị ba bệnh không khỏe. Chị ba lập tức điện thoại một người, gửi tiền qua, gửi cho bà lo. Đi cash tiền ra lo, sinh nhật. Bà nói 40 mấy triệu, chị ba cho tôi 50 triệu. Để chi? Để anh ba không mắc nợ, anh cả mắc nợ mẹ lo nào hết. Bà cụ già yếu rồi có làm gì ra tiền. Để tiền bà xài, bà hưởng phước. Bà ăn hoàng bánh, ăn kem. Lớn tuổi rồi có làm gì ra tiền, sống nhờ con cái. Giỏi lắm nhờ người này người kia cho quà tặng tội bà. Coi như tôi giúp cho bà cụ, bà khỏi tố một cách để lo sinh nhật coi con trai. Mà tôi chưa bao giờ đồng ý quen Ngọc Sơn kịp, bệnh tật nghèo sao quen. Tự trọng mới ga lăng cho gặp Ngọc. Một đàn thì ga lăng cho gặp gái trẻ, một đàn thì phải làm hầu hạ bà mẹ chồng. Bà mẹ chồng hờ trên điện thoại cho vui vẻ. Một đàn đâu chị ba để trấn áp thằng Quý Ngọc ác độc. Thằng em tư cho đẻ cái rình rập trong điện thoại để hãm hại. Bỏ xì ke cho thằng con, chơi chết thằng con trai. Một đàn tôi phải đốc chỉ ba phu nhân quanh giữa công chúc để anh sỉ nhục tôi cho anh có cái tôi sướng trên đầu tôi. Có ai như tôi không? Đứng vào trường hợp của tôi sau khi tất cả tôi đụ mẹ đéo bà tôi chửi thề được. Tôi buộc những câu chửi thề vào mặt và mày tao mi tới với anh và mẹ anh được và Ngọc Sơn. Anh muốn có một người phu nhân vợ hiền, tôi cho anh một người chị ba hiền. Nhưng anh có hiền không? Anh ngồi với đám đầu trâu mặt cửa, đám thành phần so đen đủ mẹ đéo bà chửi vào tôi, một ân nhân của cộng đồng bao thoát. Trong đó có anh và mẹ, anh thằng Quý Ngọc và anh cả là những người nhận ân tình của tôi. Giúp cái đông MTV. Ngoài cái đông MTV tôi còn là người nạn nhân, anh câu tôi và thằng Quý Ngọc. Mà mượn tên, mượn tuổi tôi ghen gú, tức là ăn cơm tôi nuôi. Hiểu chưa? Còn về tình yêu nam nữ, từ khi tôi biết anh chỉ có chị ba bỏ tiền ra lo cho anh ba. Anh chưa bao giờ lo một cái gì cho tôi. Anh ở đâu nhảy ra trong đời, anh được một người yêu chị ba này, mẹ anh không hề bỏ một cách cho tôi. Toàn tôi bỏ tiền bao gọi về mà có đứa con dâu từ Mỹ. Mà không có một ai quan tâm Ngọc Sơn, tôi lấy back in Việt Kiều Mỹ. Tôi cho con trai bà ế vợ được nở mặt đó mà.
trên truyền thông con trai bà bị người ta hãm hại, lục đục tình cảm lôi ra đi thưa Ngọc Sơn, hãm hiếp. Còn nghe đâu cắm sừng cô ta đã có người yêu bạn trai dắt tới cho Ngọc Sơn bẻ mặt. Còn chị ba này gái độc thân cởi truồng, cố tình đưa một phần sinh dục chiếu lên cho cả thế giới biết chị ba còn trinh để cứu anh ba không bị mất mặt. Chị ba thậm chí xin cởi cái quần đưa một phần sinh dục để giúp anh ba tới như vậy. Không hề giao thiệp những thành phần đánh tôi vào mất dạy vô giáo dục, không cần phải quá phòng người, họ chỉ một vài giây đi về liền. Nhưng vì một thằng khốn kiếp Ngọc Sơn anh, tôi đi từng phòng, từng room, tôi nhịn nhục. Tôi làm một chị ba cay đắng này cũng vì một chữ nhân. Vì tôi bệnh tật nghèo, tôi không gả được cho anh và không yêu anh lại thôi mà anh rất bất dạy với tôi. Hôm nay tôi ngồi đây giữa quần chúng của anh và cuộc đời này, trước vong linh ba mẹ của anh, trước dòng họ của cha, gia đình anh nội ngoại, em của anh và chị của anh. Tôi trả lại cho gia đình anh một Ngọc Sơn nên người. 14 năm về trước Ngọc Sơn như thế nào? 14 năm sau anh như thế nào? Coi như tôi đã tận lực rồi. Coi như em đã trọn nghĩa trọn tình với anh rồi Ngọc Sơn anh. Cưng. Tôi không biết anh và mẹ anh lên truyền thông, lên tivi, lên báo chí cái đặt anh có một người yêu nào đó anh đưa tiêu chuẩn. Miễn là anh đốc anh không đặt tiêu chuẩn nhưng anh bắt tôi vào trong cái tiêu chuẩn. Chưa gặp nhau ngoài đời, dù là bằng xương thịt anh chỉ tôi phải biết điều về cái bao thoát và thằng Quỷ Ngọc. Nhưng con chó của tôi xúc phạm tôi. Những uất ức của tôi nhiều lắm Ngọc Sơn. 14 năm đó. Tôi còn gì anh, tôi đến Việt Nam, tôi lỡ cơ hội vì một cái báo thoát tạo chỗ đứng cho cộng đồng online, cho anh những căn phòng, tôi mất 30 triệu tiền thưa kiện ở Mỹ này. Ngọc Sơn có trả ra 30 triệu cho tôi dòng họ anh, chị ruột và em ruột anh, hay những ai kể cả cái mặt của anh không Ngọc Sơn? Tôi nói ra anh chỉ có xấu hổ mắt nhục cái mặt chị ba này. Chị ba này không phải làm khó anh nhận này. Tôi không làm cái trận này thì chúng ta như thế nào đây Ngọc Sơn? Người ta cứ ép anh nửa thật nửa giả. Người ta không hiểu được, người ta đổ quen. Tôi nói rằng tôi đụng tới bà cụ. Đổ quen mang tiếng ác mà tôi là một đứa con dâu tốt chưa qua cửa. Chứ gì tôi ga lăng tôi tốt bụng với mẹ con anh thôi. Mà tại sao quay lại cứ xử tội tôi là sao? Anh lên truyền thông báo chí, anh làm sản phẩm, anh bận áo cưới với con học trò. Tôi không hề buồn. Tôi không buồn anh làm cái gì hoặc anh cưới vợ tôi chúc phúc. Vì chính ngày đầu tiên cái mối tình của chúng ta bắt đầu bằng căn bệnh xương hàm của chị ba này. Chị ba nghèo nên chị ba quý anh ba. Anh tuyên bố quan hệ tôi nghèo nên tôi tự trọng. Tôi không muốn anh thua người đời. Tôi tranh giành cho anh cái chị ba số 1 này. 14 năm tôi đấu với tụi online và xã hội cuộc đời. Hay thằng Quý Ngọc. Vì anh mà tôi mít lòng thằng Quý Ngọc thù hận tôi. Cũng vì anh phóng cho nó làm em nuôi và người nhà. Trước tôi có 20 tháng. Nó đối với anh như thế nào anh biết. Tôi hỏi thật anh, sao bao nhiêu năm, cả chục năm trời mối tình chúng ta biết nhau. Nếu tôi đồng ý cùng chung một mái nhà, tôi ở yên được với anh à. Anh giao tôi du toàn thành phần tào lao mía ghim. Còn đây anh thấy nhà của trái tốt thơm bọc vắng ngắt. Ngoại trừ là ngày mai, ngày mốt. Ngày mai rồi ngày kia, hai lần nhân viên nhà nước mới đây. Hồi trước thì tôi không muốn, tôi bớt lại rồi, bây giờ bắt buộc vì Covid phải giữ cái chương trình thì người ta đưa cho tôi đi chợ. Giờ không muốn mua đồ gì, mua có ăn gì kẹp đâu, mua hoài. Nhưng cũng phải giữ người ta vòng vòng mình lúc khẩn cấp. Dùng cái xe nó đỡ hơn một mình, mùa đông cực lắm. Chị ba hôm nay ở bên Mỹ này, trong trái tim hướng về Việt Nam, chia buồn với gia đình Ngọc Sơn, sự mất mát người thân. Tôi ngày xưa thần tượng rất thương bà, yêu mẹ Ngọc Sơn. Nhưng rất tiếc giữa chúng ta bị thằng Quý Ngọc mà. Nhưng mà anh tưởng em vì một Quý Ngọc sao? Không phải. Em không vì một thằng Quý Ngọc tiểu nhân và một cái báo thóc quèn, mà em vì sự nghiệp của anh. Anh hiểu không? Em nhịn cho anh 10 năm để có một Ngọc Sơn sự nghiệp hôm nay.
Để rồi em rảnh hơn em sẽ nói chuyện vì gặp anh không dễ. Các nhân viên, các quản lý gì của anh á, tôi dám nhím cái địa chỉ của anh là xin lỗi email của tôi. Hết người này người kia khống chế anh và tôi vòng vòng 14 năm biết nhau. Tôi chạy 2 lần tới Việt Nam, anh lạnh nhạt không chịu gặp. Tôi vô bao thoát cái thằng Quý Ngọc kè kè, anh vẫn còn ba cái giang hồ ngày xưa không? Tình hình bây giờ chúng ta mới có thể mở miệng được. Tình hình hôm nay mới dễ nói chuyện với anh hơn. Vì cái tánh hư hỏng trẻ con, không ra gì của anh. Nhân việc Covid nè, cái chiến tranh vi sinh học này nó ảnh hưởng cho tôi với anh đó. Do cuộc tình của Ngọc Sơn và Trái Tóc Thơm này, do anh và em đó Ngọc Sơn. Ngày nào em và anh không có sự hòa giải, tôi bảo đảm chiến tranh vi sinh học này không có chấm dứt. Thời gian sẽ kéo ra, tuy không phải tôi và anh làm cho chiến tranh, nhưng mà nó là một cái sườn xảy ra trong cuộc tình, cuộc đời về tôi. Phải nói rõ câu chuyện cuộc đời của một con người là Trái Tóc Thơm này, nó dính liền tới mối tình anh và tôi. Vì tôi là người yêu của anh, cho dù muốn dù không, anh là một nhạc sĩ, ca sĩ của đất nước Việt Nam chúng ta. Anh có một ca sĩ dởm, ca sĩ lỗi thời rớt đài, anh cũng là một ngôi sao từng có thời, có tiếng trong làng giải trí, âm nhạc, nghệ thuật. Anh vẫn có chỗ đứng ở trong cái xã hội một chút về cái ngành giải trí của anh. Tuy anh không phải nhân vật ông này bà kia, hiểu không? Tuy tôi không phải nhân vật có máu mặt ngoài đời, nhưng tôi có công với quần chúng của tôi tại báo thôi. Tuy tôi không có bằng cấp ăn học địa vị, nhưng tôi có công với cộng đồng online người Việt hải ngoại. Tôi đưa họ lên, tôi cho họ phòng ngồi, tôi cho họ tiếng nói chỗ đứng, tôi nuôi họ chén cơm manh áo, tôi giúp họ tinh thần, sự nghiệp mọi cái. Tôi là ân nhân của họ. Và tôi chưa bao giờ tính toán với ai, thì đừng tính với tôi. Tôi chưa bao giờ tính với Ngọc Sơn anh. Tôi chưa bao giờ một lần đụng chạm mẹ anh và tính với bà. Bà nhận tiền của tôi lo cho anh, không phải tiền. Tôi bức xúc ở đây không phải là tiền, mà thái độ của anh và mẹ anh cao ngạo. Tiền mất ai không bức xúc, nhưng cái bức xúc của tôi là một người chị ba biết chuyện. Tôi đem tiền ra tôi cứu anh, tôi trị thằng Quý Ngọc, đó là cái phước của tôi. Anh không nỡ tôi về ân tình tình yêu nam nữ, nói thật. Về tình yêu lứa đôi, Ngọc Sơn tự do dân chủ, anh có quyền yêu, quyền cưới vợ, sanh con, lập gia đình, move on. Tôi chỉ có quyền chúc phúc cho anh, chứ tôi không có quyền làm tổn thương và hại anh làm gì với phu nhân mới của anh. Nhưng cái nào ra cái đó. Ngày nào chúng ta còn dính tới anh ba chị ba, thì ngày đó tôi còn trị thằng Quyết Ngọc, tôi còn trị đám chó của tôi tại Bảo Thoát chung với anh làm trùm anh ba chị ba. Quyết định vậy, chứ tôi không phải ngồi đây để cho cái đám ăn mày trong Việt Nam muốn chửi tôi là chửi. Nó dám chửi tôi là con ăn mày, tôi sẽ dùng tiền của anh ba. Chị ba này không phải ăn mày, chị ba vẫn còn có anh ba bên cạnh để tán bẫy mặt nó cho tôi. 14 năm chị ba bên cạnh Ngọc Sơn khi hoạn nạn, thì hôm nay tôi ngồi đây bắt buộc thằng đàn ông của tôi phải ra mặt. Vì mình là trùm chung Bao Thoát mà cưng, đúng không Ngọc Sơn em? Anh để cho lũ mất dạy chửi vào em như vậy à? Anh để cho tụi nó giáp hộn với tôi như vậy đó. Ngay mặt anh à? Anh ở trong Việt Nam, anh làm gì không bắt máy, anh coi tình hình báo thốt. Mấy năm qua Ngọc Sơn ngăn ngán tôi, nể mặt tôi offline, nhưng bảo đảm vẫn đi nít đen. Anh vẫn mở cái Facebook, anh câu người ta qua bên đó từ cái báo thốt anh gặp. Anh không có cam tâm, nhưng anh không dám ra mặt vì có tôi là một người ảnh hưởng rất lớn tại Bảo Thọ. Mà khi tôi nặng lời lớn tiếng là anh hiểu rồi, là phải sự nghiêm túc, đúng không Ngọc Sơn? Tuy anh không nói ra im im ở trong người, nhưng tôi là người yêu của anh. Anh không muốn mất tôi, nhưng mà tôi đâu có bỏ anh. Tôi chưa bao giờ bỏ anh mà. Tôi chưa nhận lời chính thức quen anh, nhưng tôi đâu có bỏ anh. Mình vẫn là anh ba chị ba mà Ngọc Sơn cứ. Ai nói anh không có người yêu xưa giờ? Và ai nói thật sự mẹ anh và cha anh không có con dâu? Bà không có con dâu, vậy chị ba này đâu ra 13 năm mấy? 14 năm chứ 13 năm gì? Đúng không?
tôi không nói phép nha Ngọc Sơn. 2007 tôi về Việt Nam, tôi qua lại, tôi bật cái máy đây nè, tôi nằm cái giường đây nè, dàn máy đây nha, tôi chỉ xây là bây giờ vậy thôi. Lấy chỗ vì mấy đứa con búp bê, chó mèo, đồ chơi của tôi nhường tôi nó góc này, tôi tóm lại đây. 2007 tức là mùa đông, thì cuối năm động tính. 2008 Ngọc Sơn tỏ tình, đục đục mấy tháng rồi bỏ nhau, đúng không? 2008 nè, 9 nè, 10, 11, 12 là tôi đến Việt Nam 5 năm sau, đúng không? Tôi gặp anh ở Việt Nam là 5 năm, thì chuyện tình yêu mới bắt đầu, anh tỏ tình với tôi là 5 năm sau, chứ phải từ lúc tôi biết anh là trong 5 năm. Không phải như dân bao tốt, nó ngu con bò, nó tưởng tôi bị anh bỏ, không phải. Chúng ta không có bắt đầu, vì anh không có chịu quen với tôi, nhưng sau cái live show, anh trở lại nói yêu tôi. Chúng ta ngồi với bao thoát, đúng không anh? Em nói đúng không Sơn Cưng? Thì từ lúc 2012, đúng không? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 9 năm. Nó đúng nay là 9 năm. Phải không? 9 năm chứ phải 10 năm mà tôi nằm tốt trọt. Xin lỗi quý vị, tôi không nói bốc phát mà tôi nằm tốn vợ. Xin tha thứ vì nhiều khi tôi không có tập trung để nói chuyện bây giờ. Nóng quá mở thì nó ồn. Tôi chưa có hứng. Là 12, chúng ta phát gạo chung, ngồi bao thoát chung. Hai đứa có nhau. Bỏ qua những chuyện quá khứ của tôi biết anh biết tôi, rập 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 la. Nhưng chúng ta phát gạo chung. Tôi về Mỹ, anh ngồi với tôi ngồi với anh. Anh ba chị ba, chúng tôi ghé, anh và em ghé phòng Giang Hồ Chí Thức. Anh hát tặng em bài Lỡ Yêu giữa công chúng, nhớ Ngọc Sơn còn ghi âm kìa, giữa cái rung ba trăm mấy của thằng ông lão đại đỏ, tụi nó đó. Đó đúng không anh? Rồi thằng Quý Ngọc, thằng công tử, Tuấn Nổ, Phô Đa. Thằng Phô Đa đó, thằng Tuấn, nó ở Phô Đa mà nó lấy cái tích công tử, thằng Nổ, thằng Tuấn Rổ. Nói với Quý Ngọc đúng không? Nó kéo tôi và anh vào để dụ anh và tôi lập lại cái MTV. Nhưng anh có biết tại sao em và anh luôn lục đục nhau vì giang hồ? Giang hồ là không tốt cho anh. Tại vì tôi từ đầu tới cuối 5 năm trời tôi chiến đấu với anh. Tôi mượn mẹ anh, thậm chí khổ nhục kế đụng chạm bà. Bà hiểu lầm tôi cũng chấp nhận bị lạnh nhạt, bị coi như kẻ thù. Đến Việt Nam anh và mẹ anh không nhìn mặt tôi, để tôi bảo vệ và giúp anh con đường ca sĩ nhạc sĩ của anh. Rồi một lần nữa tôi lại phải chửi anh tiếp. Cứ mỗi lần tôi chửi anh là phải có lý do. Tôi mang tiếng là con đàn bà miệng khẩu nghiệp, hỗn hào với mẹ cha anh, không đủ tiêu chuẩn làm dâu làm vợ. Nhưng tôi cứu được một Ngọc Sơn anh, vậy tôi có xứng đáng làm dâu làm vợ không? Nếu đặt trường hợp có một người yêu bị tâm thần, bệnh ngôi sao nặng, bệnh tự ti, bệnh ích kỷ, bệnh gia trưởng, bệnh kiêu ngạo, bệnh trẻ con, bệnh đánh đàn bà, bệnh tham sân si mà chỉ biết mình ngồi ăn chưa no lo chưa tới, một cái thằng đàn ông không ra tắt đàn ông trẻ con, thì đặt vào trường hợp như tôi phải như thế nào hả Ngọc Sơn? Anh mời chị ruột anh ra, anh mời cô dì dưỡng dòng họ ông bà trong nhà đặt vô đây, em nói gì cho em đã bảo danh họ sẽ bắt anh đi cưới em á cho bằng được. Em nói thật. Còn họ ra điều kiện bắt tôi đẻ, đẻ không nổi đâu. Tôi tự lượng với sức mình, biết mình ở đâu. Anh nhìn cái tướng tôi bây giờ làm sao mà đẻ. Tôi nhai cái hàm tôi còn không nổi vậy nè. Sức ở đâu mà tình dục chứ tình ái nào đâu ra con của nợ. Tôi một mình anh con mọn là tôi đủ mệt. Tôi lớn nổi đâu. Người ta vợ chồng có đôi có cặp, cùng nhau yêu thương lo lắng. Còn anh nhét giang hồ vào, anh nhét Quý Ngọc vào, anh nhét mẹ em vào, anh nhét giờ tới con nuôi em nuôi cái lũ đâu anh lụm ngoài đường không biết đâu ra kịp. Tôi phải là mẹ chồng cái gì, xin lỗi, là mẹ hờ vợ của thầy giáo, mẹ nuôi. Tôi không có thích cái ngữ con nuôi, làm ơn nhà này có nhận bà con có bên nuôi vậy đó. Đấy là con nuôi tôi, là con người phản phé, tôi không nuôi con nuôi. Nhận bà con cho vui, thấy họ cần mình giúp, hiểu chưa Ngọc Sơn á? Nhưng mà trách nhiệm đưa vào hợp pháp giấy tờ không được. No. Bởi ngày xưa tôi kêu anh cả làm giấy tờ, biểu anh Khôn đăng báo tách thằng Quý Ngọc ra,
bạn bè là bạn bè, đưa nó lên sự nghiệp, nó có chỗ đứng trong showbiz, cho nghề ca sĩ và bầu show của nó rồi thì thôi, chứ không phải anh thọc sâu vào đời tư, tài sản tính mạng đời tư. Ngồi cái báo thoát, anh là anh, nó là nó, chỉ vì nó là thằng thủ quỷ với nhiệm vụ sơn nít coi rung cho anh, mà nó dám trèo lên đầu anh, là dùng cái tên nít của anh để nói chuyện với khách khứa của anh, trong đó có tôi. Trong cái sự giao thiệp là anh đã sai với mẹ anh. Tôi điện thoại về, tôi là một người Việt từ Mỹ, tôi là một ân nhân của cái cộng đồng online của cái Rumba MTV của anh Hà Ngọc Sơn. Anh để một thằng súc vật, thằng súc sanh, thằng con chó của anh, thằng quản gia dám nghe điện thoại lén của tôi và bà cụ mẹ của anh. Có phải anh bất hiếu không? Anh với nó qua lại, anh để nó đắt đầu anh từ ê tới đắt, chuyện gì của anh nó biết. Rồi bắt tôi vào chung cái bao thoát này, nó khống chế tôi và anh, rồi khống chế luôn bà cụ nói gì với tôi. Nó nằm ở trong điện thoại, nó nhảy vào đàm thoại của anh và em và mẹ anh. Nó bất hiếu với anh, bất nghĩa, bất trung với anh và em như vậy. Anh thì với mẹ bên nó, để nó tán vô mặt tôi, nó cười nhạo và kênh kiệu, tôi đâu có chấp nhận. Cho dù tôi là người yêu thật, người yêu giả, người yêu quân tử cao thượng cho anh mượn, hay người yêu anh không coi ra gì, tôi vẫn là người yêu. Tôi vẫn là chị ba trong nhà và lên báo thoát của cộng đồng hải ngoại tôi cho anh. Đúng không? Bây giờ đi khắp bốn biển năm châu đi ra đời, từ Việt Nam tới về, tới ở Mỹ này đi đâu, ai gặp tôi cũng gọi tôi tiếng chị ba. Chị ba này là gì? Tức là tôi là người yêu của anh, là chị ba Ngọc Sơn. Chỉ có con học trò của anh không biết tôi, nó ngơ ngác, hay con Dư Quỳnh nó biết tôi kịp, vì nó không để ý bao thoát kịp. Chứ còn nhiều người thời của tôi và thời của anh đều biết tôi, nhưng người ta không biết rõ là anh yêu tôi. Mà tôi bệnh tật, tôi tự trọng, tôi tạo điều kiện để anh có cơ hội đi với người khác, bỏ tôi. Bỏ đây là tôi tạo cho anh được chỗ đứng, chứ phải anh bỏ cái mặt chó để anh và mẹ anh khốn nạn bỏ đâu tôi. Tôi đưa tiền về Việt Nam cho mẹ anh làm sinh nhật, là thì tôi trân trọng anh. Quen không quen mình làm tình bạn, tình người, tình dân tộc trước cái này, tình đồng hương. Tôi là người phụ nữ quân tử, tôi không hề làm khó anh. Thậm chí tôi gặp cô bạn gái Ngọc của anh, tôi chưa hề làm một cái gì mất mặt anh. Khi thằng Quý Ngọc nó gài bằng đăng tím xúc phạm tôi ngồi đây tôi thấy cái away message đánh lên, nói yêu đương bằng đăng tím để chọc tôi, để làm cho tôi tức giận. Thằng Quý Ngọc nó sai rồi. Từ đầu tới cuối thằng anh ba Ngọc Sơn yêu chị ba này đơn phương, khoái thích chị ba này một mình đơn phương, chứ chị ba không có yêu đơn phương thằng Ngọc Sơn nào. Nên nó có làm 10.000 con đĩ rẻ tiền mà chửi vô mặt tôi, mất dạy tôi không có cảm tình. Tôi giống anh vậy đó Ngọc Sơn, đàn ông có ở trù, ngay mặt tôi có tỷ phú mà đẹp trai phong độ, mà ngon cơm, mà củ gừng, củ kiệu bự. Cho dù cái củ, cái bằng gọi là cái dương vật, cái bộ phận sinh dục ngon cơm, tôi không có cảm tình. Không phải dễ lay động trái tim tôi đâu. Đừng nói mấy con đàn bà quèn của anh. Đừng lấy con này con kia mà làm cho chị ba này bị đau lòng. Tôi không có bao giờ. Khi mà bằng lăng tím không biết chúng game, thằng Quý Ngọc già xúc phạm tôi, kiếm chuyện tôi để mà làm nhục anh, để gây anh và tôi mâu thuẫn, để kiếm chuyện lấy lòng mẹ con anh. Rồi bằng là không biết xử tôi cho anh, mà tôi làm gì xử. Anh nói anh yêu tôi được mấy ngày, cái anh đổi, anh không quen, cái tự nhiên tôi trở thành bị anh bỏ, vì tôi không hiếu với mẹ anh. Mà mẹ anh ở đâu tôi còn biết bà. Méo tròn, anh có thấy anh khùng nặng và sai nặng không cưng? Người khùng đâu phải là tôi, là anh. Tôi có quen anh hồi nào đâu mà anh bỏ tôi. Tôi chưa biết mặt mẹ anh sao tôi có hiếu được cho bao thoát. Mà quay ngược lại dòng thời gian kim chỉ nam, có phải phòng anh là có con kia, cô béo sao không? Béo sao là Lisa Phạm, bận áo dài, khăn đóng, mỗi ngày đeo mắt kiếm, làm đẹp, đương chống cộng á, bên YouTube đó. Ngày nào cũng ngồi trong đống Ngọc Sơn với thằng Quý Ngọc đó. Thằng em của anh, thằng đệ tử, anh cho anh được những cái gì? Chị ba này làm gì mà tới mức độ mẹ con anh coi như kẻ thù?
tôi là một người tốt bụng, cứu anh giúp anh. Tôi cứu anh từ cái tù treo chính trị, tôi cứu anh ra bao nhiêu cạm bẫy của cuộc đời, từ cái bao thoát với thằng Quý Ngọc. Tôi cứu anh cho tới anh lật xe ở Bình Long. Tôi cứu anh tới nghiện ngập xì ke thằng Quý Ngọc bỏ vô. Chơi anh thì cướp gia tài mà tôi âm thầm chịu đựng 14 năm. Mẹ anh lấy cái tư cách gì xử, tôi nói xin lỗi bà. Chẳng qua bà không biết kịp. Rất hối tiếc thời gian không đợi chúng ta. Là lỗi tại anh. Tại sao mình không làm một đôi bạn tốt để cho mẹ anh và cha anh vừa lòng? Trong cái đó tôi hiếu thảo với cha mẹ anh để cho họ được vui khi có tôi bên cạnh anh. Còn anh chỉ biết thằng Quý Ngọc và cái bao thoát hả Trân? Ngọc sao anh biết thấy sai của anh chưa? Trên đời này có bao nhiêu cái 10 năm anh đi đâu tìm được một người yêu một chị ba này để thay thế tôi? Bằng chị ba này tôi nói xin lỗi. Không một người phụ nữ nào chịu đựng như tôi 14 năm đâu Ngọc Sơn cưng. Nếu một mai tôi qua đời rồi còn chị ba nào nữa, cha không còn, mẹ không còn, chị ba này mà mất, tôi nằm xuống là ai quan tâm anh đây? Tôi lắc đầu ngậm ngùi. Những cô gái dây quanh anh tôi không hề buồn ghen, vì tôi là người phụ nữ quân tử ga lăng chân. Thân xác tôi không được như những cô gái khác, đáp ứng cho anh nhu cầu tình dục tình duyên thì họ cho anh, tại sao tôi phải kích kỹ làm gì? Nếu họ đem tới cho anh một cái sự mà nhu cầu sinh lý, giải quyết tình dục hay là cho con anh ấm bồng, những cái điều kiện của gia đình của anh đặt ra, sân si nhau làm gì cho mệt xác người ta? Của phụ nữ như tôi, duyên ai nấy giận, tình ai nấy đón, sân si chứ. Nhưng mà cái tôi hối tiếc là tại sao chúng ta một đôi một cặp rất đẹp, nhưng anh luôn phá nát cái hình tượng anh ba chị ba này và Ngọc Sơn. Anh lúc nào cũng ngồi với những người làm nhục tôi và thằng Quý Ngọc làm nhục tôi. Nếu chị ruột anh và con cháu anh, người nhà anh, ngay bà cụ mẹ anh không chấp nhận được. Mà tối ngày biết tôi làm đàn bếp cái con cờ trò mua vui của những người trên cuộc đời này, nhất là anh. Anh yêu tôi mà anh không cho người ta biết anh nửa thật nửa giả. Anh để học trò của anh chạy vào kênh của em ở YouTube nè, nó hỏi tôi thực tế giữa tôi và anh như thế nào. Có mấy đứa nó hù tôi, nó học trò anh, tôi sợ nó quá à. Tôi sợ nó quá, nó kẹt không à. Đứa nào cũng khoe mẻ, đứa thì ở kế cái cầu tiêu nhà anh, đứa thì đi ăn cơm, đứa thì lên bao tốt. Hồi xưa em gặp anh ba đó chị Táo, Jesse Nguyễn, em gặp anh ba bận cái áo lầu rem tới cũng tha, em bỏ áo vô làm vô quần cho anh ba này kìa. Bở đích người nổi tiếng tới lo quần lo áo làm lăng xăng mà cũng đi khoe, nó mắc cười thì cái cuộc đời này vui thì bở đích người ăn mà ăn người nổi tiếng rất là vui. Khi mình được người ta bở đích cũng vui, mà mình thấy người ta bở đích đi khoe với mình cũng vui, thể hiện cái tôi người ta cũng vui. Bao nhiêu năm qua thằng Quý Ngọc nó ỷ vào mẹ con anh, nó hù tôi, nhưng trong cái hù của nó cái khổ cái là nó làm thiệt. Chỉ có mẹ anh ngu như, xin lỗi, mẹ con anh ngu như con bò. Anh thường nói chị ba rất thông minh, sao qua mặt được tôi. Tôi sẽ còn chơi dài dài, tôi sẽ đấu dài dài cái chị ba anh ba này. Tôi không bao giờ nhả anh ra và bỏ anh, tôi rất là lì. Tôi nói rồi, tôi từ một người nằm cái giường 2.000 đô tôi xuống nằm đất để tôi chiến đấu. Tôi từ một người phụ nữ trong tay mấy chục ngàn Mỹ Kim không còn một cách, tôi vẫn đấu cho tới bây giờ. Ăn mì gói lượm rác xong tôi vẫn đấu. Và tôi sẽ còn đấu và còn chơi dài dài. Tôi đấu cho tới hơi thở cuối cùng. Để coi thử, coi thân si coi, mất dạy. Anh ba với chị ba có nhau, hai bên hạnh phúc, vui vẻ. Trước mặt công chúng, nở mặt nở mày, có qua có lại. Thì tôi cho anh vinh quang online, thì anh cho tôi vinh quang show bích, show bung này kia nọ, show chậu, đúng không? Đúng không? Thằng Ngọc Sơn, có nhau cho nó vui qua ngày. Còn cái chuyện có tới nữa, có mày để cái duyên nó tới. Quần của tôi, quần của anh, chỗ kia của tôi và anh, có muốn phóng đây không với nhau nhảy đực nhảy cái thì kệ nó, khi nào tới đó được tính. Anh hiểu chưa?
giây phút này mình mới là trùm online, nói thì nghe nó phũ phàng, nhưng mà thật sự cũng cảm ơn trời đất. Chỉ bây giờ nói thật là bà Lôn, mẹ Ngọc Sơn, bà ở tới 100 tuổi, vậy con trai bà Hầu tới nhiều quý vị, bà 78 thì 22 năm nữa thì Ngọc Sơn 74 à, lúc đó con bà 74 rồi. Bà quần bên cạnh, bà phát một câu cái con bà đọc đẩn lên cái mặt bầu nhà có chuyện, không đập chén đập dĩa mới là lạ. Mới một thằng Quý Ngọc bà nhảy ra đông đọc bà phát đông lưng tôi á, bà phát, bà may là tôi là người kèo trên cửa trên chứ phải chiếu dưới đó. May là chị ba này thông minh á, có đức độ, có phong cách của chị ba đó, có quân tử, có cái thế, cái cơ của chị ba đó, chứ lét dế đó. May là chị ba không làm gì đụng chạm vi phạm luật, làm dâu làm vợ xưa giờ, tất cả bởi một thằng Quý Ngọc mà ra. Mà tôi còn đấu dài với nó nếu nó còn hỗn với tôi, hay là một con đĩ nào bá dơ của Ngọc Sơn mà tới mà xách quần á, xách lờ đó, xách hát, xách bông đó, mày tới mày hù á, tao giả không còn cái răng trước răng sau. Ủa mà tao điện thoại và tao kêu anh ba liền mày ra khỏi nhà đó. Nhưng mà thì cái mối tình này 14 năm chị ba mày với anh ba mày á, phía của tao tác giả kim đạo diễn mà dắt chọc vô tao à. Còn phía anh ba là lúc 2008. Lẻ 8 rồi lục đục nhau, lẻ 8, lẻ 9, lẻ tới lẻ 10 thì cái đúng đóng. Đóng là phải bắt buộc, tại sao? Để giáo dục tụi bao thoát chứ đâu phải là Ngọc Sơn thua. Mà cứ mở con đường giang hồ mới thua thôi, tại vì mình nuôi chó, nó cứ cắn chủ nuôi hoài, giác vô hoài, quyên hoài không được. Mà tôi lập rung cho thì không chịu qua lấy, mà cứ phá, rồi cứ làm lại giang hồ. Cái thằng chó đẻ Quý Ngọc mồi rợ, nó cứ xúi. Rồi cái tên Ngọc Sơn này cứ mù quáng muốn sĩ. Đó, bao nhiêu căn phòng lần lần lẫy lẫy, bây giờ còn 1, 2, 3, 4, 5, 6, còn có 6, 7, chưa tới 10 phòng. Mở thế mà có người đóng, cọc hai cục, có ai đâu. Rồi cha cho tiền, rồi cái một chủ, cái mấy chục cái nít, mấy chục cái nít nem đứa này, 2, 3 cái, 5, 7 cái vô nó sơm sơm. Cái bề ngoài chứ nó có con khỉ đột gì đâu quý vị. Hiểu không? Thôi tôi mệt, tôi nghĩ nó nổi nó rồi. 8:51 tối ngày 26/7/2021. July 26, 21. 8:51 p.m. Từ ngày cái bệnh này giải phẫu cả chục năm nay là coi như xuống cấp luôn, xuống phong độ, nó bị mất. Vì cái tiếng nó ảnh hưởng, giọng nói, cách nói, tiếng nói, ăn uống, độ nhai, không còn hát được bình thường. Chứ tiếng đâu phải dày, nằm đây rống lên tại vì webcam để đằng kia kìa, cách đây 4 thước, gần 4 thước rồi máy lạnh. Nóng quá chịu nổi, nó can tiếng khô không khí. Thời tiết, khí hậu, mưa nắng, thất thường. Thôi tổng chào quý vị nha. Xin trân trọng, bye bye, hẹn gặp lại sau. 8:52 tối ngày 26/7/2021. Cái mối tình của tôi mà viết ra một câu chuyện, rồi làm thành phim, là nó rất là ăn khách. Nó đâu phải giỡn chơi đâu. Một mối tình nó kêu bằng thực tế, không phải là mối tình giả tạo này kia đâu. Anh ba yêu chị ba mà cái loại tình yêu gì vậy anh ba? Hả? Nếu không dính tới giang hồ thì cái miệng tôi có mỏi như vậy, mỏi cánh không? Tôi mệt mỏi không? Hỏi tại sao chị ba chửi bậy này kia, không văn hóa tùng qua mỹ tục, tại vì anh ba dính tới giang hồ. Mà chị ba bên công lý, bên chính nghĩa, bên đạo nghĩa là phải xử giang hồ. Không hét ra lửa vậy sao trấn áp buồn hồn. Giữ cái thế chị ba để cho anh ba bên cạnh. Anh ba đặt vào một cái thế rất là mất dạy đối với chị ba này, bắt chị ba làm khó chị ba. Mà nói đúng, tụi nó chửi là anh ba là thằng khốn nạn. Hiểu chưa anh ba? Cái cách sống của anh là thằng mất dạy, thằng khốn nạn, thằng ích kỷ của mình anh.
em chửi anh giữa công chúng á, cho anh biết. Còn con đàn bà nào mà nó nhảy ra, nó giật quần giật háng, nó banh chân banh cẳng ra, nó binh anh này nọ, nó nhào vô giữa em với anh, nó châm lửa vô dầu, chia rẽ vô luôn một đám đi, tao giả một lần luôn chứ khổ cần hai ba lần cho mà xác tao nằm đây. Vô đi rồi ăn ké, rồi banh chân ra, rồi móc con này kia ra chơi.